Thượng tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn và sẽ được Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Mích Chánh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiện đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Con thành kính, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá. Bài học hôm nay, môn học tương ương bộ Samyutta Tanikaya, bài 2, Ma Nhắc Phật, kính hình tướng Voi Chúa Hathira Chawan Nasuttang. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tu đức có mặt trong rung. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, ma có năm loại là ngũ quẩn ma, pháp hành ma, tử thần ma, phiền não ma và chư thiên ma. Ma là cái gì? Chữ ma rá là cái gì mà nó quỷ quại, nó làm cho phát sanh sợ hãi, khiếp đảm, đều gọi ma rá. Ở trong chương 4 này nói về tương ưng ma, tương ưng ác ma là nói đến chư thiên ma. Và ở đây thường thường thì chúng ta cứ nghĩ là nếu mà ma vương đó, thì là vị chư thiên chúa của trời thao cái tự tại mà có cái tâm quấy nhiễu Đức Phật cũng như đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà chữ ma rá đó có đôi khi chỉ cho các vị chư thiên gọi là papima devata, tức là những chư thiên có cái tánh ác xấu. Thì ở trong
Những cái trường hợp như thế này thì chúng ta nên hiểu chung là cái hạng chư thiên ma, hạng chư thiên quế ác. Hạng chư thiên này họ cũng có thần lực, có thần lực của quá sanh, cho nên họ có thể biến hóa được. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ tức cười cho các vị chư thiên ma, các vị thiên ma. Đối với Đức Phật là người mà Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh sống ở trong rừng sâu, tâm của Ngài đã vô quý, không có biết sợ, đừng nói chi là lúc mà Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, thành Phật rồi, vậy mà ma vẫn nhát Đức Phật. Nó hiện hình như ở đây chúng ta thấy hiện hình thành con voi to lớn, có gà để mà hù dọa Đức Phật. Nhưng rồi Đức Phật Ngài đã biết để ác ma, Ngài đọc lên bài kệ thì ác ma nó sợ, nó bị mất cỡ, nó bị mất. Thì khi mà đề cập đến vấn đề này đó, thực ra thì ở đây đó, ở trong bài học chúng ta, trong cái phẩm mà thiên ma đó, cái phẩm mà tương ma, cái phẩm này, những cái bài kinh là những bài kệ, những bài kinh mà Đức Phật Ngài đã nói lên bài kệ khi ác ma xuất hiện và nói Đức Phật, thì chúng ta hãy tìm hiểu cái nghĩa lý ở trong cái bài kệ mà Đức Phật Ngài đã nói cái gì, ý nghĩa như thế nào. Điều này chúng ta sẽ được nghe vị ẩn sư sẽ giảng giải ngày hôm nay do Thượng Tọa Pháp Đăng vị ẩn sư của ngày thứ tư sẽ giảng giải bài học này. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Như Pháp đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta cùng giảng sư thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tinh hạnh cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con xin được phép đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay môn học tương ưng bộ Samyutta Tánikaya bài 2, Ma nhắc Phật kinh hình tướng vua Chúa Hathira Chavana Suttang. Sợ hãi có gốc rễ từ ngã chấp. Những bậc đoạn tận phiền não không bao giờ bị rung động bởi kinh sợ. Các ngài tự tại giữa đêm tối dày đặc trong núi rừng sâu thẳm. Ác ma thường dùng trăm mưu ngàn kế để khiến Phật và các thánh đệ tử dao động với cả hai hình tướng quyến rũ thật đẹp, hai kinh khiếp đáng sợ. Thực tế là một người không nhiễm cái đẹp thì cũng chẳng sợ hãi điều kinh khiếp. Đức Phật không chỉ biết ác ma trong một thời khắc mà Ngài còn quá biết xuyên suốt qua cuộc trầm luân dịu vợi. Qua cuộc trầm luân dịu vợi, ma nhắc Phật, Phật biết rõ ma, vì vậy ma biến mất. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Thuở ấy, Đức Thế Tôn sau khi vừa giác ngộ ở gần Eruvela, dưới gợi cây Achapa Ranigrotha, bên dòng sông Nerañchara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi trong bóng đêm ngoài trời, và trời đang nhỏ mưa từng hạt. Bây giờ, ác ma muốn khiến Đức Thế Tôn sợ hãi, hoảng hốt, kinh khiếp, nên hóa thành con voi chúa khổng lồ tiến đến Ngài. Con voi với hình dạng cái đầu lớn, màu như đồng đen, vòi như bạc trắng, ngài như lưỡi cài to lớn.
Lúc ấy Đức Thế Tôn nhận biết đây là ác ma. Ngài nói lên kệ ngôn: trong luân hồi dịu vợi, biến thiên hình vạn trạng, quá đủ hỡi ác ma, bại rồi kẻ hủy diệt. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiên thệ đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ. Trích văn: Sang sát răng đi khát mắt thà năng, luân hồi dài vô tận, quanh năng cát to, xuất pha xuất phần, đã tạo bao tướng đẹp xấu. A lăng tê tê nát ba bi mắt, hỡi ác ma đã đủ rồi. Đi hát tô to mắt xí an tắc ca tít, người đã thất bại hỡi kẻ hủy diệt. Thích nghĩa, theo sớ giải thì trong cuộc luân hồi dịu dợi, xăm ra răng đi khăn ác tha năng, không có hình tướng nào mà ác ma không biến thành để làm kinh hãi Đức Thế Tôn. Bản dịch do Thượng Tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bất Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá. Alo, quý vị có nghe được không? Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con Pháp Đăng kính thanh lễ được Phật, được Pháp, được Tăng. Dạ, trước khi bước vào buổi giảng thì con cũng xin thưa như thế này. Trước năm mới, năm Nhâm Dần, có lẽ là năm này đó thì con bận xây dựng tăng xá, nên con không có chiều, rất là mờ tối, con không có vào được. Và để cho Ngài Thượng Tọa và Tệ Siêu như Thượng Tọa Giác Đẳng gánh vác cái công việc ở trong lớp học, thì con cũng muốn nói để xin lỗi với Ngài. Con sẽ làm một năm. Vì về chùa từ thiện thì cũng nhiều năm rồi, nhưng mà ngày xưa thì còn trẻ nên con xây cấp, không có xây toilet ở trong. Bây giờ già lớn tuổi rồi mà tối đi ra đi vào thì rất là bất tiện. Và mua được đất thì mở rộng đất tôn giáo và xin phép cũng 12 năm thì con mới xin xong được giấy phép. Nếu mà trong vòng một năm mà con không làm thì con phải xin phép lại. Nên con quyết lòng làm. Hiện giờ thì dịch mà con biết cũng rất là khó khăn, nên con bỏ công sức của mình ra làm cho muốn hoàn thiện cái tăng xá. Nên có lẽ là con sẽ không vào rung thường, trừ ngày con thuyết giảng. Còn những ngày khác con sẽ cố gắng thôi, nhưng mà con rất là mệt. Nên con cũng trình báo với Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu và Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng, con xin lỗi trước. Đó là những lời, vì đầu năm mới mà cả năm không vào thường thì con thấy cũng rất là ái ngại. Vì cái gì chia điều hết mà gánh giác thì mình lại không gánh giác, thì đó là cái điều rất là lỗi. Nên con xin sám hối trước. Và bây giờ thì bắt đầu vào cái buổi giảng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong cái bài kinh ác ma này đó thì chúng ta thấy thường thì không nghĩa là một kiếp này Đức Phật Ngài gặp ác ma, và Ngài đã gặp rất là nhiều kiếp. Vì Ngài tu hạnh chánh đẳng chánh giác thì Ngài sống rất là nhiều kiếp ở trong rừng, và Ngài rất là nhiều kiếp Ngài làm đầu sĩ, và Ngài rất là nhiều kiếp đạt được bát thiền ngũ thông. Nên đối với Đức Phật, Ngài biết được ác ma, và Ngài cũng biết ác ma là những cái vị có tu hành hay là chúng sanh có phước. Thường thì chúng ta biết rằng cõi trời nói chung, cõi tha hóa tự tại, riêng về cõi cao nhất, thì chúng ta thường biết rằng ác ma đó là cao nhất là ma vương. Ma vương thì chúng ta hiểu là chúa tha hóa tự tại. Còn những vị chư thiên trong các tầng trời hay là chư thiên ở tại các khu rừng, thường thì chúng ta có thể hiểu ác ma giống như những đứa nhỏ mà
nó chọc ông giáo sư thôi. Ông giáo sư á, thì ông thành tựu rất là nhiều những cái điểm đặc biệt, nhưng mà đứa nhỏ thì nó không biết gì về ông giáo sư hết, nên có cơ hội thì nó chọc ghẹo ông giáo sư thôi. Thì ác ma cũng vậy thôi quý vị, vì ác ma không có khả năng để biết được Đức Phật, chỉ có Đức Phật thì biết được ác ma. Nói như vậy á, thì chúng ta quý vị sẽ có lúc hỏi, có nhiều khi ác ma biết được tâm của Đức Phật thật sự á, có những cái gì tương ứng, tương ứng có nghĩa là tương ứng với cái khả năng để ác ma có thể nhận diện được. Ví dụ có những lúc mà chúng ta thấy Đức Phật này đi bát, rồi người đi ra, rồi ma vương làm cho dân chúng không có đặt bát, rồi gặp Đức Phật, rồi biết được Đức Phật cũng có bậc thực, rồi nói rằng Đức Phật đi vào đi, ác ma sẽ không phá nữa. Nhưng Đức Phật ngày đã nói ác ma, với ác ma là quá duyên phận sự phải hành đó. Dầu không vật thực, tâm lành vẫn vui, pháp hỷ thiền định có rồi, từ bi an lạc như trời phạm thiên. Thì chúng ta thấy những cái bài kệ Pháp Cú đó, giữa Đức Phật và ác ma, Đức Phật thì cũng đã nói rất là nhiều. Thì chúng ta hiểu rằng ác ma là những người chưa có chứng được thiền định, thần thông tăng trí. Và Đức Phật là người chứng được thiền định, thần thông tăng trí. Nên ác ma không có khả năng để hiểu được Đức Phật. Và Đức Phật thì Ngài hiểu hết tất cả khả năng của ác ma. Vì ác ma sanh ra làm chư thiên đó, mình gọi là trời đó, thì thường thường có ngũ thông như là thiên nhãn thông, thi thông, tha tâm thông, thần thông và túc mạng thông, với khả năng của vị chư thiên. Phước đó thì chúng ta hiểu rằng thần thông đó do phước sanh, có nghĩa là sanh làm chư thiên đó, thì mình có những loại thần thông này. Trong bộ Thanh Tịnh Đạo còn nói về vấn đề này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một vị đại giác ở trong cuộc đời này. Nhưng mà thường thường chúng ta biết rằng dù là bất luận ai trong cuộc đời này thì cũng sẽ bị người ta chọc ghẹo thôi. Thậm chí bây giờ ví dụ như những ngày hòa thượng, những vị pháp sư lỗi lạc như vậy, nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng gặp những cái đứa nhỏ, gặp những người này kia nọ chọc ghẹo, kêu nói những chuyện này kia nọ, thì chúng ta cũng vẫn hiểu rằng chúng ta có lỗ tai thì chúng ta phải nghe những cảnh thinh thôi. Trong cảnh thinh đó thì chúng ta cũng hiểu rằng Đức Phật Ngài vẫn nói về cái quả thiện của nhĩ thức và quả bất thiện của nhĩ thức. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng ma vương phá Đức Phật Visakha với cái thiện nghiệp của mình và phát nguyện làm thiên hậu của ma vương, để nói với chồng của mình sau này ông cũng sẽ tu và ông cũng sẽ thành Phật. Bây giờ ông gieo nhân nhiều đó, mai mốt ông gặt quả nhiều. Có nghĩa là ông bây giờ ông chọc ghẹo Đức Phật như vậy đó, thì sau này ông thành Phật, ông sẽ bị chọc ghẹo, ông sẽ bị phá phách. Nhân quả nó sẽ không có từ bỏ ai. Thì điều đó cho chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời thì chúng ta thấy cũng như là Ngài Kundathana kiếp sanh làm chư thiên đó, phá chia rẽ hai cái vị tỳ khưu trong cái thời kỳ Đức Phật Kassapa. Và cái vị chư thiên đó đã hóa thành một cái người phụ nữ sau lưng một cái vị tỳ kheo đi giải quyết bức xúc, mà hai cái vị đã thương nhau như là anh em vậy, tuy rằng không phải là ruột thịt nhưng mà thương nhau, tu trong phẩm hạnh thương nhau còn hơn anh em nữa. Thì cái vị chư thiên này được nghịch ngợm mới suy nghĩ rằng ta có thể làm ly giác hai vị này không, và vị này suy nghĩ và vị này tìm cách. Rồi cuối cùng đó thì cái vị khu kia đó là thì khu bạn đó, đi vào bụi rậm để giải quyết đó, thì cái vị chư thiên này hóa thành một người phụ nữ ở sau lưng đó, đang kéo xiêm y, đang cột tóc lại, giống như là làm một cái chuyện gì đã làm rồi, bây giờ cái người phụ nữ này đã sửa soạn lại xiêm y. Thì cái vị tỳ khưu kia đó đứng nhìn vào và thấy vị tỳ khưu này và có người phụ nữ đứng sau lưng, thì vị tỳ khưu kia giận, vị tỳ khưu này đã từ bỏ phạm hạnh, đã phá hủy cái phạm hạnh với cái tâm nghĩ như vậy, và vị này bỏ đi luôn. Thì chúng ta biết rằng sau đó cái vị chư thiên đó đã đi tới Bồ Tát đường, thời kỳ của Đức Phật đó, Kassapa đó, 6 tháng Bồ Tát tụng giới một lần. Và cái vị chư thiên đó hiện ra nói với vị tỳ khưu, hai vị tỳ khưu đó, này hiền giả, không phải là cái vị hiền giả đó phi phạm hạnh đâu, nhưng mà tôi muốn thử coi hai vị thật sự là thương nhau không. Nhưng mà tôi thử thì hai vị đã, vị đó đã giận, vị này bỏ đi luôn như vậy, cho đến Bồ Tát đường không nói chuyện trên con đường đi. Nên tôi thấy đó là lỗi lầm, tôi xin sám hối. Nhưng mà quý vị biết rằng dù là lúc bây giờ vị chư thiên có sám hối, nhưng mà hai vị tỳ khưu đức không còn thương nhau như thở đầu nữa quý vị. Tại sao quý vị biết không? Tại vì cái vị tỳ khưu bị quan đó, và cái vị tỳ khưu kia nói cái vị này đó, thì đã dùng những cái lời nói đó
Và vị tỷ cưu kia đó vẫn nhớ mình nói vị này, và vị này vẫn nhớ rằng mình bị vị kia nói như vậy. Mình không có, mình hoàn toàn trong sạch, chẳng qua là bị chư thiên này phá phách như vậy thôi. Thì quý vị biết rằng á, do cái nghiệp đó mà cái vị chư thiên nó sau khi thân quả mình chung và rơi vào địa ngục, chịu khổ rất là lâu dài. Sau khi mà sanh ra lên làm người đó, trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa, trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama, xuất gia làm vị tỳ khưu Kundathana. Nhưng mà lúc nào vị tỳ khưu này đi đó cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết. Thậm chí người ta đặt bát, người ta còn nói đặt bát cho ngài để cho cô bạn sau lưng ngài. Thì chúng ta biết rằng những cái chuyện đó đó do cái ác nghiệp, do cái ác nghiệp mà vị tỳ khưu Kundathana có cái hiện tượng đó. Và sau này đó là vị tỳ khưu cũng chống đối với Đức Phật. Khi mà nghe những vị tỳ khưu nói tỳ khưu Kundathana đi đâu cũng có người phụ nữ đi theo, thì vị này cũng chống đối. Là từ lúc mà Đức Vua đã đứng ra để tìm hiểu đó, thì Đức Vua đã có lời nói với Kundathana là ngài đi bát mà khó khăn đó, thì ngài vào hoàng cung trẫm sẽ đặt bát cúng dường cho ngài. Được cái sự nói của Đức Vua đó, thì Kundathana đã chống trả với chư tăng khi mà chư tăng nói. Nhưng mà Đức Phật cái ngày mới khuyên thì Kundathana đó, ta lặng lờ như thể chuông câm đó, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chống ngăn được ngào. Một đồng cầm cây gậy xua râu ra cánh đồng, và bệnh cũng như vậy xua người đến tử vong. Này Kundathana, ông có cái nghiệp, và ông nghe người ta nói ông hãy lắng động cái tâm tư và hãy coi mình như cái chuông bể. Tại sao người ta nói mình như vậy? Nó có cái điều kiện gì? Nó có một cái nghiệp lực gì? Nó có một cái hiện tượng gì? Ông hãy yên lặng tịnh tu, đừng có tâm phản ứng thuận nghịch, thì ông hãy đạt được niết bàn. Và thì Kundathana đã nghe lời Đức Phật và đã tu tập, và cuối cùng chứng ngộ được đạo quả. Và cái hình bóng ma đó không còn sau lưng vị tỳ khưu này nữa. Và Đức Phật kể lại cái cốt kiếp làm chư thiên đã phá hai vị tỳ khưu, bị cái hậu quả rơi vào địa ngục và sanh lên bây giờ phải chịu khổ như vậy. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng nha, con người chúng ta có lúc mình sanh làm chư thiên đó, mình có phước mình sanh làm chư thiên. Cũng như trong bài kinh Trong Của để dành có nói rằng, người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang đó, do cái phước đời trước á, cho mình sanh ra người có màu da trong sáng, mình có thể làm người mẫu được, người nam người nữ làm người, đi làm người mẫu được, giọng nói đẹp lòng người, mình có thể đi làm ca sĩ MC dẫn chương trình được. Nhưng mình mãi mê trong công danh sự nghiệp, mình không có tạo phước nữa, mình không có tu tập nữa, nên bình thường á, phước á, nhiều khi nó làm cái gánh nặng. Mình sanh làm chư thiên đó, nếu mình không có biết được cái do cái nhân quả tốt mình sanh làm chư thiên, bây giờ mình sanh làm chư thiên mình phá phách người tu tập đó, thì cái chuyện nó cái hậu quả rất là đau khổ. Và thường thì quý vị biết rằng Đức Phật ngài thường thuyết giảng, và chúng ta hiểu rằng cái tâm tánh của chúng sanh đó, trong cái dòng luân hồi đó mà không có tỉnh giác đó, thì rất là dễ dàng rơi vào những cái trường hợp mà nghĩa là không có tiến bộ. Ví dụ kiếp trước mình tạo phước đi, để cái tâm thiện hợp trí tục sinh, do cái nghiệp tư đó, nghiệp thức quả thức đi tái sanh làm người, do cái sắc nghiệp tạo cho mình có màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, thì mình đi làm người mẫu, mình đi làm ca sĩ dẫn chương trình này kia nọ, rồi mình mãi mê với công danh sự nghiệp, mình không có tu tập nữa, thì như vậy mình có thể là người từ bóng sáng đi vào bóng tối. Kiếp này mình sanh ra mình đẹp trai đẹp gái, có giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, mình đi làm diễn viên người mẫu. Nhưng mà mình không có hiểu rằng cái nghiệp thiện đời trước cho sắc nghiệp đi tục sinh, với cái nghiệp thức quả thức đi tái sinh đó, mình sanh ra mình có màu da đẹp, cái ngoại hình của mình đẹp, cái ngoại hình của mình có cái vẻ phong cách, mình có thể làm một người không bị mập quá, không bị lùn quá, không bị cao quá, khổng quá, một người có cái hình thức, cái tướng hình đó là mẫu hình lý tưởng. Mình có thể đi làm người mẫu, diễn viên, điện ảnh này cái nọ, hay là chúng ta có thể làm ca sĩ dẫn chương trình rồi này cái nọ, một người nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta luôn luôn đó, vì cái tài sản đó nó kéo lôi chúng ta, và chúng ta không có đến chùa, chúng ta không có tu hành, và chúng ta không tin nhân quả đâu quý vị. Bởi vì giờ quý vị thấy có rất là nhiều người họ sanh để làm người đó, họ đẹp trai đẹp gái, họ có chức giọng rất là tốt, họ làm ca sĩ diễn viên đồ này kia nọ, họ làm người mẫu minh tinh màn ảnh, nhưng mà họ không nghĩ rằng đó là cái thiện gì họ. Thì chúng ta cũng thấy rằng những cái chúng sanh là như vậy, ác ma cũng vậy thôi quý vị, hay là chư thiên ma cũng vậy thôi. Thường thường sanh lên do một cái thiện nghiệp công đức, nhưng mà khi mình có khả năng
Vì quý vị biết rằng chúng tôi nói vị chư thiên hay là chúng tôi hỏi quý vị sợ trời, quý vị biết ông trời có gì không? Ông trời có thiên nhãn thông, là những vị chư thiên có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông là nghe được tiếng chúng sanh, có tha tâm thông với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh. Thì cũng như là vị chư thiên mà tiền thân của ngài Kundatana đó, thấy hai cái vị tỳ khưu thì thương nhau à, với tâm mình biết là như vậy, bây giờ muốn ly gián à, thì như vậy chúng thường chúng ta biết chư thiên á, họ cũng có tha tâm thông với tâm của họ biết được tâm của chúng ta mới muốn nghĩ gì à. Như vậy á, là chư thiên vẫn có thần thông, chư thiên biến thành ma quỷ rồi rồi đá rồi rồi voi rồi 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 mặt chằn rồi này kia nọ đủ thứ hết. Chúng ta thấy trong cái phẩm mà chúng ta sẽ đi học tới, cái phẩm tương ưng ác ma này đó, thì rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy à, quá thành cục đá to thì to, quá thành cái hình thù đen đúa hoặc là quá thành mặt mày dữ dằn, quá thành người phụ nữ đẹp, quá thành cái này kia nọ. Có hai cái hiện tượng đó. Một đó là thu hút bằng tâm tham, hai á là làm cho tâm chúng ta phóng dật. À, chúng ta có nghĩa là chúng ta gặp những hiện tượng đó chúng ta giật nảy người. Nhưng mà đối với vị chánh đẳng chánh giác á, hay là các vị thánh A-la-hán á, ngài đã từ bỏ phóng dật rồi. Bởi vì ái vô sắc ngã mạng vô minh và phóng dật đã được diệt trừ với đạo quả A-la-hán, nên những vị này không còn phóng dật. Dù ác ma có quá thành cái mặt mày hung dữ hoặc là một tảng đá hay là một con voi to hung tợn này kia nọ, nhưng mà đối với các ngài không còn phóng dật nữa, các ngài không sợ hãi, các ngài hết tham ái cũng đồng nghĩa hết phóng dật à, ngài không còn thương à, bị tham ái, và ngài cũng không còn sợ bị sân hận à, không còn sợ. Nên á, thương và ghét không có nơi cái vị chánh đẳng chánh giác à, có nghĩa là cái tâm của ngài đó à, đó là một cái đại bi tâm, đó là một cái nhất thiết chủng trí à, cái trí của bậc chánh đẳng chánh giác. Nên á, ác ma không có làm gì được. Nhưng mà chúng tôi nói với vị ác ma giống như những đứa nít đó, mà nó chọc ghẹo mấy ông giáo sư thôi. Mấy ông giáo sư thì rất là giỏi, nhưng mà mấy đứa nít đó, nó có cơ hội nó cũng vẫn chọc ghẹo à. À, thì ác ma cũng vậy đó quý vị, hay là chư thiên ma cũng vậy à, tuy rằng nó không bằng giáo sư, nhưng mà những đứa nhỏ nó cũng chọc ghẹo ông giáo sư, nó có cơ hội để chọc ghẹo, nó phá phách ông giáo sư. Thì cũng như vậy, ác ma đó hay chư thiên ma cũng phá phách những người tu. Vì cái người tu quá đắc quả A-la-hán thì ác ma không biết được đắc hay không đắc à, tại vì cái đạo quả đó là cái người đắc cao hơn biết cái người thấp, nhưng mà cái người thấp không thể nào biết được người cao. Như vậy đó, ác ma chư thiên ma mà không có phải là vị thánh thanh tịnh đó, thì không bao giờ biết được cái vị đó là vị thánh hết á, không biết được Đức Phật là vị đại thánh à, một vị chánh đẳng chánh giác, không biết được. Vì cái tâm á, bị còn phiền não ngăn che, không có khả năng để biết được. Những người đắc đạo quả cao hơn biết người thấp, nhưng mà những người thấp nó không biết người cao. Cũng như là cái người tiến sĩ á, thì học lớp 10 không có biết được cái khả năng của tiến sĩ, nhưng mà tiến sĩ biết được khả năng của người lớp 10. Hay là người đại học học biết được lớp cấp 1, cấp 2 học văn sử địa rồi á, thì cái người học cao hơn biết cái người đã trải qua chương trình học đó. Nhưng mà cái người học thấp á, không thể nào biết được cái trình độ của người học cao à, những cái công thức á, của cái người tiến sĩ đó không có khả năng để biết được. Thì ác ma cũng giống như vậy quý vị. Ác ma là do phước sanh làm chư thiên, và chư thiên ma hay là ma vương đó, bởi vì các cõi trời thì chúng ta biết rằng cõi trời tứ đại thiên vương cũng là quá sanh, rồi đau lợi dạ ma đấu sức quá lạc tha quá tự tại cũng đều là quá sanh hết. Và những cái vị chư thiên quá sanh đó thì chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh trong của đề dành đó, có nói rằng người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc chứng triều tôn chủ, bậc chuyển lưng thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Như vậy á, thì một cái người mà họ sanh ở vào cõi tứ đại thiên vương hay là các cõi trời đó, thì chúng ta thấy như là ngày Mục Kiền Liên này lên cõi trời, ngày hỏi những vị chư thiên đó, thì họ đều nói là do cái phước báo công đức đặt bát cúng dường, đánh lễ rồi phục vụ hầu hạ những cái bậc đáng hầu hạ nên có phước sanh làm chư thiên à. Như vậy thì những vị chư thiên đó, họ sanh làm chư thiên, có thể chúng ta hiểu rằng họ sanh làm chư thiên là cái năng lực của họ có là cái phước, do cái phước à, với cái tâm thiện dục giới à, hợp trí đó tái sanh, hay là ly trí hay hợp trí đó tái sanh, do cái năng lực của quá sanh đó, nên họ sanh làm chư thiên đại thần lực à, chư thiên thần lực. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái bài kinh Nhân Của có nói à, chứ có nói là mình sanh làm à, với cái tâm thiện hợp trí đó,
mình tạo phước đó thì cho mình sanh làm sắc đế lị đại phú bà la môn đại phú gia chủ đại phú chư thiên thần lực. Như vậy chư thiên thần lực hay chư thiên đại thần lực đó đều là do cái nghiệp thức quả thức ấy, cho đi tái sanh. Tái sanh mà sanh là quả sanh, sanh do cái phước báo công đức là bố thí trì giới tu thiền thính pháp thiện pháp cung kính phục vụ hồi hướng phước thì phước. À, như vậy thì những cái thiện nghiệp công đức này á, cho chúng sanh không phải là thai sanh mà là quá sanh. Nên đó, chúng ta thấy nhân loại chúng ta đó, là thai sanh có, nõn sanh có, thấp sanh có, quá sanh có, như là ma quỷ, là dạ xoa. À, thì chúng ta thấy những chúng sanh này đều là quá sanh. À, chư thiên cũng quá sanh. Và những vị quá sanh như vậy đó, họ không giống như là người thai sanh từ nhỏ sanh ra rồi phải ăn uống bú mớm để cái nọ lớn lên. Mà những vị chư thiên đó, họ quá sanh đó, thì do cái phước báo công đức nên họ sanh lên họ có những cái loại thần lực. Thì chúng ta thấy như dạ xoa lâu cả đó, thần lực để chúng ta hiểu là chư thiên dạ xoa, đây là chư thiên dạ xoa có thần lực. Và a lâu cả đó thì tục sinh là tâm thiện hợp trí nên có khả năng để chứng ngộ được đạo quả trở thành vị thánh. Như vậy chúng ta hiểu rằng trong cái số chúng sanh đó mà những chúng sanh can cường thì chúng ta thấy gì dạ xoa lâu cả đó thách thức Đức Phật đủ chuyện hết, làm đủ chuyện hết, nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng không khả năng để làm tổn thương đến ngài. Nhưng mà cuối cùng thì A-la-quá-cá hỏi Đức Phật và Đức Phật ngài trả lời những cái câu liễn ở trong cái hang động A-la-quá-cá từ nhiều đời nhiều kiếp, từ nhiều cái đời tổ phụ để lại, và những cái câu liễn đó là những cái câu Phật ngôn của Đức Phật Ca-sa-bá. Và Đức Phật ngài tuyên bố rằng chỉ có vị Phật chánh đẳng chánh giác mới có khả năng để giải thích tường tận những cái câu đó thôi. Và ngài đã giải thích A-la-quá-cá có duyên để đắc đạo quả tu đồ quần trở thành vị chư thiên hộ pháp. Thì chúng ta biết A-la-quá-cá cũng là rất là ngang ngược, nhưng mà khi mà hồi đầu hướng thiện đó thì trở thành một cái vị nhu thuận mềm dịu. Đức Phật này đi thuyết pháp đó thì A-la-quá-cá đi trước và nói lên những cái bài kệ là những ai quy Phật sẽ không xa đọa xứ thì bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới, những ai quy pháp sẽ không xa đọa xứ thì bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới, những ai quy tăng sẽ không xa đọa xứ thì bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. A-la-quá-cá đi trước với cái dung mạo của mình, công bố với dân chúng trong kinh thành những ai mà nghe Đức Phật, nghe giáo pháp và nghe chư tăng đó, sau khi thân quả mình chung sẽ sanh tràn đầy thiên giới. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, chư thiên á, là những người phá phách, nhưng mà cũng có khả năng giống như mấy ông giáo sư mà gặp mấy đứa nít nó phá vậy đó, nó từ từ nó cũng có tiến bộ được nếu mà nó theo cái chiều hướng đạo đức. Nhưng mà nếu những đứa nít đó mà nó phá phách đó, mà nó không theo chiều hướng tiến bộ đó, thì nó phá phách hoài. Nên ta nói nhất quỷ gì ma thứ ba học trò, những đứa học trò nó phá phách dữ lắm. Thì chúng ta hiểu rằng á, tại vì nó chưa có nhận diện được, nó chưa có định tâm được, nó chưa có nó chưa biết tàm quý, nó chưa biết khổ thẹn và ghê sợ những cái lỗi lầm. Nhưng mà khi nào đó nó nhận định được, nó có tàm quý, nó biết khổ thẹn sợ đó, thì nó không dám làm nữa. Thì chúng ta biết rằng chư thiên á, trừ khi nào chúng ta nghe nó thanh tịnh chư thiên, thì chúng ta biết rằng những vị chư thiên này á, là những vị thánh đệ tử cư sĩ, thánh đệ tử của Đức Phật. Mình gọi là cư sĩ không phải là người xuất gia, là trong đó có chư thiên luôn. Thì chúng ta thấy Đức Phật này có 8 cái hội chúng đó, thì trong đó có hội chúng của Đao Lợi, hội chúng Tứ Đại Thiên Vương, hội chúng chư thiên có. Như vậy thì những cái hội chúng này đó là những hội chúng đã được Đức Phật thuyết pháp và đã chứng được cái thánh đạo thánh quả. Nhưng mà trong đó đó cũng có vô số chư thiên họ không có chứng đắc đạo quả. Như vậy thì những vị đó đó có khả năng thì họ chọc ghẹo thôi. Quý vị biết chư thiên họ biến hóa được mà, họ biến hóa thành núi, một cái hòn núi bự thiệt bự, hoặc là một tảng đá to thật là to, nó lăn rầm rập xuống vậy đó, làm cho người ta thấy tảng đá lăn tới thì thấy sợ hãi. Nhưng mà nó chỉ làm cho những người cái tự ngã còn thôi. Chúng ta hiểu là người đó còn cái phiền não đó chưa đoạn trừ được những cái ác pháp, chưa chứng ngộ được niết bàn. Chứ còn nếu mà bị thánh tu đồ quần thôi, ác ma cũng làm gì được hết. Nên quý vị thấy câu chuyện ông Sắc Bất Thái không? Ác ma có làm gì được hết. Ác ma chỉ thất vọng thôi, làm gì làm, bị thánh tu đồ quần không thể nào từ bỏ lòng tin nơi Đức Phật được. Dù có nói cái gì cũng lay động cái tin được. Bị chư thiên lên cái lầu ác của ông Cấp Cô Độc đó, có làm gì làm cũng không thể nào lay động cái tâm bị thánh tu đồ quần của ông Cấp Cô Độc. Đức Phật kể lại kiếp ngày chưa đắc đạo quả tu đồ quần, các họ không làm gì được, huống hồ như bây giờ ngài là bị A-la-hán chánh đẳng giác rồi.
Thì chúng ta hiểu rằng á, Đức Phật này biết ác ma rất là nhiều kiếp. Có những kiếp á, ác ma đó quá thành cái hầm lửa. Nói với Đức Bồ Tát lúc bây giờ làm cư sĩ đó, nói rằng nếu mà ông á, mà bước một bước nữa, ông sẽ lọt vào địa ngục, lửa nó cháy như thế này nè. Ác ma làm lửa hừng 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 lên như vậy. Nhưng mà Đức Phật lúc bây giờ làm cư sĩ, nhưng mà Đức Bồ Tát làm cư sĩ, nhưng mà ngài nói rằng cái chuyện mà bố thí á, mà rớt vào địa ngục, chuyện này không bao giờ có. Nó là nghịch pháp. Pháp đen chỗ cho quả đen, pháp trắng cho quả trắng. Bố thí là phải sanh lên cõi trời, sanh làm người có khả năng chứng đắc được chánh đẳng giác, độc giác hoặc là sinh văn giác thôi, chứ không thể nào mà bố thí mà rơi vào địa ngục hết. Nên á, cái nam cư sĩ tiền thân của Đức Bồ Tát á, ngài vẫn bước tới và không có hồ lửa nào là quý vị. Thì như vậy ngài mới nói rằng ác ma đó chọc ghẹo ngài trong cái dòng luân hồi, trong cái thở mà ngài tu tập đó đã chọc ghẹo ngài, nhưng mà có lúc cũng không chọc ghẹo được, dù cho ngài lúc bây giờ ngài chưa có chứng đắc gì hết, ngài chỉ là phàm nhân thôi, Bồ Tát tu hành chánh đẳng giác thôi, ác ma còn không làm được gì, huống hồi chứ bây giờ ngài trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà chúng ta cũng giống hiểu như một vị giáo sư giỏi vậy đó, mà gặp mấy đứa nít đó, nó có điều kiện để nó chọc ghẹo vậy đó, nó có điều kiện để nó chọc ghẹo thôi. Thì ác ma cũng vậy đó, có điều kiện chọc ghẹo Đức Phật. Và chọc ghẹo Đức Phật đó, thì có hai hình thức. Một là làm cho vị đó sợ hãi, phóng dật, có nghĩa là mình giật mình đó, mình thấy những cái hiện tượng nó bấn loạn. Hai á, là làm cho lòng tham mình phát tán, có nghĩa là hiện ra những cái hiện tướng, mỹ tướng của người nữ để ru hồn người nam. Nhưng mà đối với một vị chánh đẳng chánh giác thì không còn cái mỹ tướng nào mà ru hồn được ngài, vì cái lòng tham không có nữa, thì không còn cái sự ru hồn nữa. Và cũng không, ru hồn đã không có thì những gì sợ hãi cũng không có. Đối với vị chánh đẳng chánh giác, phóng dật đã không còn rồi, không còn ái sắc, ai vô sắc ngã mạn vô mình thì phóng dật, còn không còn cái ngã mạn, không còn thấy cái tôi ta, không còn thấy cái tự ngã, mà chỉ thấy pháp diễn tiến, thiện hay bất thiện. Ngài với cái Phật tuệ ngài thấy được diễn tiến và các pháp diễn tiến như vậy, và ngài biết được toàn diện diễn tiến đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng, và chúng ta thường thường biết, có nhiều khi mình nói mình sợ ma hay là sợ trời, nhưng mình hãy hiểu rằng vì trời có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông. Và sợ trời là mình sợ hãi nếu mà mình làm sai, mình làm ác thì mình nên sợ trời, làm mình làm ác người ta biết được mình làm bậy biết làm bậy có người biết như vậy. Có nghĩa là có chữ thiên biết, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Và chúng ta biết chữ thiên vẫn có thần thông để biến hóa thì nhiều hình thức, trong đó có nhiều hình thức. Như vậy á, thì ác ma đó, tự thân mình do phước sanh có thần thông, còn Đức Phật á, ngài thành tựu được thần thông á, do năng lực thiền định của ngài, đạo quả của ngài mà ngài thành tựu chánh đẳng chánh giác. Và thường thường thì chúng ta thấy những loại quá sanh nó có hai điều kiện để thấy. Một á, là cái phi nhân cho mình thấy. Hai á, là mình có thiên nhãn thông. Và Đức Phật á, ngài đã có thiên nhãn thuần tịnh rồi, nên á, ngài thấy ác ma không thể nào trốn khỏi cái thiên nhãn, Phật nhãn của Đức Phật được. Thì điều này á, rõ ràng ác ma giống như đứa nít mà chọc ghẹo giáo sư thôi. Giáo sư biết mày là con nít, con của ông đó, bà đó, mày là phách, tao biết mày hay phá phách vậy thôi, vậy đó. Giống như chúng ta biết ác ma chưa chứng đắc đạo quả, còn trong cái sự trong cái thời kỳ mà gọi là cực thịnh á, chúng ta thấy như những đứa nhỏ mà lúc nó còn khỏe mạnh á, nó nô đùa giỏi đó, nó ăn uống ngủ nghỉ được đó, thì nó phá phách dữ lắm. Nhưng mà lúc nào nó già nua rồi đó, nó bệnh hoạn thì nó không có điều kiện, nó phá nữa, nó bệnh tay chân nó dở, đi đứng không được, thì nó không phá được. Thì ác ma cũng giống như là những đứa bé mà nó đang cái thời xuân sắc của nó, cái thời kỳ mà phá phách của nó đó, thì nó sẽ chọc ghẹo giáo sư, thì cũng giống như ác ma mà chọc ghẹo Đức Phật vậy thôi. Nhưng mà cái vị giáo sư biết được con của ông đó, bà đó, nó phá phách như vậy đó, nó phá phách từ hồi nhỏ thì nó như vậy. Thì cũng như vậy, Đức Phật để biết ác ma đó do phước sanh, do phước sanh làm vị chư thiên. Chư thiên đó là ma vương, là chúa thống quá tự tại, hoặc là chư thiên đó là các cõi trời tứ đại thiên vương, đau lợi âm ma đấu sự hoặc lạc, hoặc là thao quá tự tại. Ngài biết được những vị chư thiên đó ở trong các cõi đó. Vì Đức Phật á, với thiên nhãn thuần tịnh, lúc ngài thành tựu đắc Phật quả đó, ngài biết chúng sanh nó sanh vô những cái gia đình đó, sanh vào những cái cõi trời đó do cái hạnh nghiệp của mình. Do cái hạnh nghiệp của mình là do cái thân nghiệp hiền thiện, khẩu nghiệp hiền thiện, ý nghiệp hiền thiện đó,
với cái thiện sự công đức đó, mình đã sanh do cái thiện sự công đức mà sanh lên cõi tứ đại thiên vương, đao lợi thiên vương, dạ ma thiên vương, hóa lạc thiên vương, thao hóa tự tại thiên vương. À, như vậy cõi nào đi thì Đức Phật ngày cũng muốn biết được chúng sanh đó do cái hạnh nghiệp của mình. Như vậy á, thì rõ ràng á, ác ma đó sanh, Đức Phật ngày biết được, ngày biết được cái tâm và cái sự phục sinh của chúng sanh đó, và ngày biết được chúng sanh có cái thọ mạng như thế nào. À, ví dụ chúng ta thấy Đức Phật này giảng cho bà Visakha đó, 50 năm của chúng ta đó bằng một ngày một đêm cõi trời từ đại thiên vương, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, cõi đó sống được 500 tuổi thọ, tương với 7 triệu năm. À, cõi đau lợi đó 100 năm của chúng ta bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, cõi trời đau lợi có cái tuổi thọ là 1000 tuổi thọ, tương đương với 36 triệu năm. Như vậy thì Đức Phật này tương ngày tiên thuyết về cái tuổi thọ và cái thời gian mà chúng sanh chư thiên đó sanh lên cái các cõi trời, ngài biết được như vậy. Thì như vậy đó, Đức Phật đó, ngài biết rõ ràng. À, ma đó chọc ghẹo Đức Phật giống như đứa nít mà chọc ghẹo giáo sư thôi, có điều kiện chọc ghẹo thôi, chứ còn nó làm sao mà nó làm gì được ông giáo sư. Ông giáo sư biết cha mẹ nó, biết nó mấy tuổi, biết nó sanh ra có anh em gì đó, nó phá vách như thế nào đó, nó biết được nó, tính tình nó như thế nào biết được nó, cái khuynh hướng của nó biết được nó. À, bây giờ nó khỏe nó phá vậy chứ nó bệnh nó không phá được. À, giống như bây giờ nó tái sanh làm chư thiên nó phá phách như vậy, nhưng mà sanh vào địa ngục thì phải chịu khổ đau thôi, chứ không thể nào phá phách được. Ừ. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật này biết được ma trong đó đó, thì chúng ta hiểu rằng chư thiên họ có thần thông. Nên thường thường á, quý vị và Phật tử ta thường niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, thì chúng ta biết chư thiên tứ đại thiên vương, chư thiên đau lợi thiên vương, chư thiên dạ ma thiên vương, chư thiên đầu sực thiên vương, chư thiên hóa lạc thiên vương, chư thiên thao hóa tự tại thiên vương. Thì các cái gọi trời này được Đức Phật ngày thuyết cho bà Visakha nghe về ngày Bát Quan Trai Giới. Như vậy ngày giảng lên các cái cõi trời phạm thiên nữa quý vị. Như vậy thì Đức Phật lại biết được với cái Phật nhãn thanh tịnh á, ngài đã thấy chúng sanh sanh về các cảnh giới. À, cảnh giới này là do cái dục công đức, như là cõi dục giới. Cái cõi này do cái cõi sắc giới, do năng lực thiền định sanh về 16 cõi sắc giới. À, cái năng lực của bốn cõi vô sắc, vì hiểm ly sắc, nhàm chán sắc, nên sanh lên cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, với cái tuổi thọ là 84.000 kiếp trái đất. Đức Phật này biết được. Như vậy thì ngài biết được cái tuổi thọ có cõi cao nhất, và ngài cũng biết được cái tuổi thọ cõi nhân loại hay cõi tây phương, ngài biết được. Như vậy với cái Phật nhãn hay là với cái sanh tử trí đó, Đức Phật lại biết cái sanh tử của chúng sanh, cảm thọ vui khổ của chúng sanh. Chúng sanh đó có cái tuổi thọ như vậy, sống trong cái cảnh giới như vậy, có hạnh phúc như vậy. À, rồi chúng sanh đã từ giải cái cõi này sanh vào cõi khác do cái ác nghiệp, thiện nghiệp, do cái tâm của mình, do cái nghiệp dẫn dắt đi tái sanh. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó, với cái sanh tử trí, với cái túc mạng minh, với sanh tử minh đó, ngài đã thấy được cái sự sanh tử do cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Và chúng sanh nào làm với thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh đó, chúng sanh này sẽ sanh vào cõi vui. Nếu mà chúng sanh nào với thân khẩu ý nghiệp bất thiện đó, chúng sanh phải chịu cái hậu quả của những cái ác nghiệp đó, cũng như là ngày Quân Đá Thanh Á, ngày sanh ra lúc nào cũng có bóng ma đi sau lưng ngài là người phụ nữ, thì đó là cái hạnh nghiệp của ngài trong thời quá khứ, là vị chư thiên phá phật hai vị tỷ khưu trong thời kỳ được Kassapa, cái hậu quả đó cho tới bây giờ. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng những cái nghiệp lực nghiệp lực á, thì do nghiệp thức quả thức, mà chúng ta hiểu nghiệp là một trong bốn cái pháp ác kim tay giá bất khả tư nghị. Nghiệp lực của chúng sanh bất khả tư nghị, nhưng mà Đức Phật thì biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Như vậy Phật tuệ đó là vô lượng, là như vậy. Đức Phật là ngài đã thành tựu được vô lượng cái pháp môn, và ngài với vô lượng cái trí tuệ đó, ngài thấy được vô lượng chúng sanh sanh tử, hạnh nghiệp của chúng sanh sanh tử như thế nào ngài biết được. Như là một người nhìn cái bàn tay có những cái tay, hay là người đứng trên cao nhìn xuống làng mạc, biết người này vô nhà này, từ nhà này đi vô, đi ra nhà này, này tới nhỏ rồi, ra khỏi làng rồi, đi tới làng kia, rồi bây giờ quay về thấy cũng giống như vậy. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng, chư thiên là quá sanh, và chư thiên có 5 loại thần thông, thiên nhãn thông với thiên nhãn thuần tịnh, chư thiên thấy được, thiên nhĩ thông là chư thiên nghe được, tha tâm thông là tâm, chư thiên biết được tâm của chúng ta, nếu chúng ta suy nghĩ, và túc mạng thông là chư thiên cũng nhớ lại đời sống của mình luân hồi. Và chư thiên có thần thông biến hóa được, biến hóa thành những cái hòn núi, những cái hòn đá, những con voi, những người mỹ nữ, những cái hình tướng kỳ dị, có những loài kỳ dị hung tàn bạo ngược,
Nhưng mà đối với Đức Phật thì những cái trò đó chẳng qua là những cái trò đùa vừa thôi. Giống như đứa nít nó làm trò trước mặt giáo sư thôi, giáo sư hiểu rành cái đứa con nít này hết. Thì ác ma cũng giống như đứa nít trước mặt Đức Phật vậy, giống như trước mặt đứa nít trước mặt gì giáo sư cũng giống như vậy. Thì bài học hôm nay đó cho chúng ta thấy rằng, vì thường thường đó chúng ta sợ ma đó vì chúng ta không biết ma là cái gì. Ma là quá sanh, mà chư thiên ma là những chúng sanh đã có những cái loại thần thông, và chúng sanh đó cũng có làm thiện cũng có làm ác, và ác và thiện nó vẫn dắt những cái vị chư thiên nó đi vào đọa xứ như là tiền thân của tỳ khu Cun Đà Tha Na. Như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng những cái người mà tu tập đó, mà tinh thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, nghiệp nó giống như sắc sinh ra xét, rồi xét nó ăn lại sạch. Người gieo nhân, nhân dắt lại người, đi vào ác chơi vơi, quả hành nghiệp trả, khổ đời hại thân. Khổ cho đời mình, hại cho thân mình, nếu mình tạo cái nghiệp bất thiện. Còn nếu mình làm cái những cái nghiệp thiền thiện đó, thì chúng ta thấy như lên đỉnh Tuyết Sơn đó, làm lành danh tỏ rạng như lên đỉnh Tuyết Sơn, làm ác nghiệp đen thẩm như bằng cung đêm hôm. Như vậy đó, thì làm lành đó, nó giống như cái núi tuyết, nó vừa trắng mà vừa cao nữa, ở đâu cũng thấy hết. Nên Đức Phật gọi là làm lành danh tỏ rạng đó, làm ác nghiệp đen thẩm như bằng cung đêm hôm. Đêm hôm tâm tối mà mũi tên đó, nó đã rời khỏi cái cung đó, thì làm cho bao nhiêu người trong vùng nó sợ hãi, nó đâm trúng mình. Cũng như thế đó, người làm ác đây mà đem ra bao nhiêu cái sự sợ hãi cho thế gian này. Cũng như vậy. Như vậy thì ở trong cái bài học hôm nay đó, con trình bày như là trình bày phần còn thiếu sót lại đó, trong cái bài học hôm nay đó sẽ là những cái câu thảo luận của Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng với Chư Tăng tham gia thảo luận làm sáng tỏ cái bài học này hơn. Phước nào phát sanh được kính dâng lên các bậc ân nhân thầy tổ như là Ngài Hòa Thượng Giác Chánh, và xin chia đến cha mẹ ông bà nào quá giảng, xin hồi hướng đến chư thiên và xin chia phước đến tất cả quý vị được ăn vui tận quả. Kính dâng bằng phước đến quý ngài, mong quý ngài sức khỏe dồi dào và hoằng pháp lời sanh mang lại sự an lạc cho chúng sanh. Bây giờ con xin đảnh lễ quý ngài và con xin tịnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để đi vào phần thảo luận. Sa thủ cái trình thượng tọa pháp đăng với pháp thoại vừa rồi. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin được hỏi thượng tọa từ sư có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa từ sư nghe được, xin thượng tọa khoan hiện cho biết. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa từ sư có ở trước máy không? Thượng tọa pháp Tân Lê, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Hợp Tân đang ở trước máy, xin thượng tọa khoan nghị cho biết và thỉnh thượng tọa Hợp Tân trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Nhưng là cả thượng tọa Tự Siêu và thượng tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Dạ thấy thượng tọa Tự Siêu rồi. Mà thượng tọa Tự Siêu, thứ nhất xin thượng tọa quan hỷ xác định rõ là khi mà chúng ta nói về phiền não, chúng ta nói đến tham sân và si, và có phải là sợ hãi là một cái trạng thái của tâm sân không? Và nếu đúng như vậy thì tại sao sợ hãi lại là một phần của tâm sân? Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử. Khi mà chúng ta nói đến phiền não tham sân si, thì chúng ta nói nghĩa tổng quát tham, tức là cái sự quyến luyến, dính mắc cảnh hấp dẫn, khả ái khả ý khả hỷ,
sân là cái trạng thái khó chịu với cảnh, dị ứng với cảnh, thì cái sự sợ hãi nó cũng là một cái trạng thái bức xúc. Một cái trạng thái dị ứng với cảnh. Cho nên cái sự sợ hãi đó nó là ý nghĩa của sân, một trong những ý nghĩa của sân. Chứ cái sự sợ hãi đó nó không phải là một chi pháp phiền não. Phiền não nó chỉ có 10 thôi: tham sân si, mạng nghi tà kiến, hung trầm vô úy phóng dật, và ở đây khi mà chúng ta nói đến hung trầm phiền não đó thì chúng ta phải hiểu ở trong đó hung trầm ở đâu thì có thủy miên mít thác ở đó, sân ở đâu thì có tật lẫn hối ở đó. Cho nên cái trạng thái sợ hãi, vì nó là ý nghĩa của tâm sân, cho nên cũng kể như là một cái thứ phiền não. Nhưng mà ở đây là phiền não sân chứ không phải là phiền não sợ hãi. Chúng ta nhớ cái chỗ này. Chứ còn nếu mà chúng ta gặp cái gì mà chúng ta suy diễn nó là trạng thái bóng dáng của tham, nó là trạng thái bóng dáng của sân, nó là trạng thái bóng dáng của si, rồi chúng ta kể như là chi phiền não, thì như vậy là chúng ta kể ra là không biết bao nhiêu thứ phiền não, chứ không phải chỉ 10 phiền não, không phải chỉ thập phiền não. Nói tóm lại là sợ hãi là một trạng thái phiền não, bởi vì sợ hãi nó là ý nghĩa thuộc về sân, mà sân là phiền não. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa tản như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính đức thượng tọa tổ sư. Bạch thượng tọa tổ sư, rất là nhiều người thường mang cái tâm trạng sợ hãi mà ở trong tâm lý học gọi là phobia, và đặc biệt là sợ ma chẳng hạn, người Việt Nam chẳng hạn sợ ma. Có cách nào làm cho chúng ta giảm bớt sự sợ hãi hay là tiêu diệt sự sợ hãi không? Và các người mà huấn luyện theo Nhật Bản gọi là võ sĩ đạo đó, gọi là samurai đó. Những samurai thì họ
huấn luyện cái tâm can đảm bằng cách là họ nghĩ đến cái chết và làm sao không sợ chết. Thì đúng họ là hãy không sợ chết thì cái gì cũng không sợ. Thì tôi có nghĩ rằng khi mà một người thường quán tưởng mình sẽ chết thì bớt sợ ma không? Xin những cái thỉnh thiên tổ nghĩ trở lại. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, niệm sự chết nó tạo cho cái tâm can đảm. Gan dạ nhưng mà nó chưa hẳn là niệm chết đã làm cho hết sợ ma. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Sợ ma nó có nhiều cách. Khi mà mình biết trước, mình có suy nghĩ, thì mình nói rằng không có sợ ma. Nhưng mà đối với người phàm phu mà cái tâm bị phóng dật nhiều, có đôi khi họ cũng giật mình. Họ kinh cảm với cái hiện tượng xảy ra bất ngờ, thình lình. Thí dụ như ở trong phòng tối đèn, tức là tắt đèn hết, khi mà mình đi tới đi lui tình cờ một cái ly hay một cái muỗng mà nó từ trên bàn mà nó rơi xuống đất, nó tạo nên một cái tiếng động bất ngờ, thì thật ra mình cũng giật mình đấy chứ. Nhưng mà lấy lại bình tĩnh thì nhanh, chứ không phải là cuốn cuồng như là cái người mà họ sợ ma thật thụ. Cho nên cái nguyên nhân mà làm cho tâm bị sợ đó, tâm bị khiếp đảm đó, nó có nhiều. Và ở trong cái bài kinh sợ hãi khiếp đảm, trong bộ kinh đó, thì Đức Phật nói người mà sống với tham dục nhiều họ cũng sợ, sống với tâm sân, sân độc cái họ cũng sợ ma. Hay là người hôn trầm thủy miên họ cũng sợ, mà trạo cử hối hận họ cũng sợ, mà người có tâm hoài nghi cũng sợ. Cho nên những sa môn và lâm môn nào sống ở rừng mà vị đó chưa có dẹp được năm triền cái, thì người đó
sống hay có cái sự hốt hoảng sợ hãi. Thì ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà niệm sự chết mà niệm đến mức kiên định thì như vậy người đó có thể là vững lòng hơn cái người mà không có niệm sự chết. Thì người đó có thể là ít có, nếu còn phàm phu thì chúng ta nói gọi ít có sợ ma. Nhưng ở đây đó, nếu mà để cho cái tâm mà không có hốt hoảng sợ hãi thì chúng ta còn phải tạo nhiều cái pháp khác chứ không phải chỉ riêng có cái niệm sự chết không. Niệm sự chết nó có cái hiệu quả là khi cái chết nó sắp xảy ra cho mình không sợ. Mình không sợ. Mình không sợ hãi, không hốt hoảng. Thì cái niệm sự chết đó, nó có một cái hiệu quả là nó giúp cho một người vững tâm không có sợ chết. Chứ còn nếu mà nói sợ ma đó thì thưa quý vị, hễ mà tâm tư của một người mà còn bị phóng dật thì người đó là vẫn còn có sự giật mình khi có cái tiếng động hay bất chợt có một cái hình bóng lạ làm cho giật mình đi chứ. Mấy cái này đó thì chúng ta phải tự trải nghiệm bằng bản thân, tự bản thân trải nghiệm thì chúng ta mới cảm nhận được cái điều đó. Nhưng khi mà nói bằng cái lý thuyết không thì quý vị cứ cho rằng là hễ mà niệm chết để mà mình đối diện với cái sự thấy cái sự chết hoài như vậy thì tâm không sợ ma. Nó chưa đâu thưa quý vị. Khi mà quý vị sống bằng cái tâm phóng dật nhiều hay suy nghĩ ngợi cái này cái kia mà tâm không có định tĩnh đó thì đến khi mà chúng ta đi trong đêm tối bất chợt mà có một cái bóng xẹt qua ở phía trước mặt, một cái bóng sáng hay là một bóng người đi qua trước mặt là tim mình cũng đập lên thình thịch vậy chứ. Chứ đâu phải là không có. Thật sự ra ở đây chúng tôi trả lời câu này quý vị phải nhớ phân biệt hai là cái gì làm cho không có sợ ma. Và niệm sự chết có phải là nguyên nhân để dứt được cái tâm sợ ma hay không? Chúng ta phải học hiểu cái chỗ đó. Còn về cái vấn đề mà chúng ta muốn khắc chế được cái sự sợ hãi đó thì chúng ta nhớ là chúng ta khắc chế được năm triền cái là chúng ta khắc chế được sự sợ hãi. Lời Đức Phật này đã dạy ở trong bài kinh sợ hãi kiết đảm, chúng ta theo đó. Chứ không phải chỉ có mỗi một cái pháp môn thôi.
niệm sự chết thì nó cũng có thể giúp cho giảm bớt sợ hãi thôi, chứ còn phải có những cái pháp khác, cái tâm khác, cái tâm mà định tĩnh không có bị phóng dật, cái tâm mà tỉnh táo không có bị buồn ngủ, giả dự biến nhát, rồi cái tâm mà không có cái sự sân hận phẫn nộ, tâm định tĩnh không có hỷ tham, tham luyến cái này tham luyến cái kia, thì cái đó dẹp được năm triền cái thì mới là khắc chế được cái sự sợ hãi. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú Bạch Thế Tôn từ xưa có những cái lĩnh vực mà ở trong khoa học ngày nay cũng như là trong tâm lý học đề cập đến rất là nhiều, nhưng mà lại thắng pháp dường như là không có nói cho bao nhiêu. Ví dụ như là chúng ta nói về quang học chẳng hạn, về ánh sáng, thì trong sắc pháp lại không nói nhiều. Hay là trong kinh tạng, thậm chí kinh tạng cũng nói nhiều về sợ hãi và khiếp đảm, nhưng mà ở trong tánh pháp thì gần như là không có nói ra ngoài chuyện nó sợ hãi là trạng thái sân thôi. Nhưng mà ở trong tâm lý học họ nói rằng có những sợ hãi mà đó là rational, có những cái irrational, tức là có những thứ sợ hãi như ví dụ như chiến tranh sắp xảy ra, nhắc đến là kinh hoàng, đó là chuyện là rational. Nhưng mà bây giờ tự nhiên một người con rắn không sợ, con gấu không sợ, sợ con gián. Yeah, có người rất sợ con gián, người gọi là irrational. Thì về cái bản này thì thắng pháp lại không có đề cập đến nhiều. Thì dựa trên cái hiểu thiền tọa từ siêu về thắng pháp á, là tại sao thắng pháp không đề cập đến chuyện đó nhiều? Không, tại sao không có một cái thuộc tánh mà nói về sợ hãi, mà chỉ nằm ở trong sân mà thôi? Và ở trong trường hợp mà liên quan đến sợ hãi, có những sợ hãi mà nó chúng mình gọi là phobia, là một cái thứ sợ hãi mà nó không có lý tính chẳng hạn, thì thắng pháp giải thích sao về việc đó? Xin kính thỉnh thưa từ đội từ sự quan hỷ trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Ở đây thưa quý vị, ở theo kinh tạng đó, Sotanto Athagam Phiro, kinh tạng thì nó sâu sắc về cái nghĩa lý, còn Abhidhammo Sapphava Gampiro thắng pháp thì nó sâu sắc về cái pháp thực tính, về thực tính. Khi mà chúng ta nói về thực tính đó, thì nó chỉ có chừng đó thôi là đủ rồi. Thí dụ như khi mà chúng ta nói về vật chất đó, thì chỉ là đất nước đó, bốn cái thành tố đó là đủ rồi. Từ bốn cái thành tố đó nó tạo ra nhiều cái thành phần vật chất đa dạng. Và cái đó, trong cái đa dạng đó thì chúng ta kể ra nó rất là nhiều tên gọi, từ sông biển, đất đá, núi đồi, cây cỏ,
vân vân, tất cả nhiều nhiều lắm. Nhưng mà nếu nó bị cái thành tố của vật chất á, cái nguyên tố của vật chất thì cỡ chỉ có đất, nước, lửa, gió mà thôi. Cũng như khi mà chúng ta nói các cái món đồ trang sức á, thì chúng ta liệt kê ra rất là nhiều món đồ trang sức người ta làm, người ta bày bán nhan giản, mỗi cái tên gọi khác khác nhau. Nhưng mà khi nói đến cái nguyên liệu kim loại để mà tạo những đồ trang sức đó thì chỉ đơn giản thôi, là chỉ có vàng, bạc, vàng, bạc. Người ta chỉ giữ chất vàng, chất bạc dùng để tạo ra cái đó. Cho nên ở trong Tam Pháp cũng vậy, vì Tam Pháp đó là đang giải thích ở cái khía cạnh của Pháp thực tích, để cho nhận thức được cái đặc tính vô thường, khổ vô ngã của Pháp Hữu Vi. Cho nên lúc đó chỉ trình bày ngắn gọn phiền não đó, cái nguồn gốc phiền não, căn gốc của phiền não chỉ là tham sân si, đủ rồi. Và khi nói đến những cái pháp phiền não khác mà nó cũng đóng vai trò nhiều đó, đóng vai trò cũng khá quan trọng đó, thì mới kể thêm mạng, tà kiến, huệ nghi, hay là hôn trầm, vô tàm, vui, phong vật, vân vân, kể vậy. Nhưng mà không kể nhiều quá. Còn như ở trong Kinh Tạng thì chúng ta thấy ganh tị bổn sẻn, rồi ngã mạn, ngoan cố, mang trá, lừa đảo, giả dối, vân vân, kê khai rất là nhiều. Nhưng mà những thứ đó đó, nếu mà ngồi mà chúng ta sắp xếp quy lại đó, thì nó chỉ nằm ở trong cái phạm trù của phiền não tham, gốc phiền não là tham sân si thôi. Thành ra hễ mà nói cái pháp gốc mà nó bao hàm luôn cả kia thì cần gì kể cái đó. Chỉ khi nào mà thuyết pháp ở trong Kinh Tạng thì Đức Phật này mới kể ra nhiều thứ, nhiều loại phiền não. Còn trong Tam Pháp thì chỉ kể về cái pháp thực tính sa pha quá, cho nên chỉ kể tóm tắt thôi chứ đâu có nhiều. Khi mà đi vào trong nhà hàng, đi đến cái nhà bếp đó, thì chúng ta thấy nguyên liệu năm bảy mười cái nguyên liệu thôi. Đường, muối, bột ngọt, rồi nước tương, nước mắm, dầu ô liu, dầu phộng, người ta để đó. Nhưng mà đến khi mà người đầu bếp giỏi, người ta làm, người ta chế biến ra đó là hàng chục món, hàng trăm món, cũng dùng bao nhiêu nguyên liệu đó, nhưng người ta chế biến ra. Cho nên khi mà mô tả về nguyên liệu làm những cái món ăn đó thì kể tên hạn chế, chứ ở trong nhà bếp người ta không có đi mua ra chợ, ra siêu thị mà đi mua những cái món mà nấu cái món hầm hay kho này kia, người ta không còn biết. Anh về anh muốn nấu gì anh nấu.
Nhưng mà bây giờ anh muốn mua cái gì? Bột nêm hay đường hay muối, nước mắm nước tương thì mua những cái thứ đó thì ở ngoài đó người ta có bán. Rồi khi bán về đó mình tự mình biến chế ra. Cũng như khi ở trong thánh pháp đó, thì chỉ nói 14 cái tâm sở phiền não thôi, 14 tâm sở bất thiện, nói nhiều đó đủ. Và những cái khác chẳng hạn như lo âu sợ hãi, phiền muộn, hoặc là quan trái, quán thù, thù hận, não hại, mấy cái đó thì chỉ trừ từ cái sân tâm mà ra, từ sân tâm mà ra, từ cái gốc cái căn sân mà ra. Rồi cái căn sân đó đó thì ở trong kinh tạng mới bắt đầu mô tả tùy theo cái bệnh chứng của chúng sanh, tùy theo cái bệnh chứng của chúng sanh. Thì cái chỗ này chúng ta phải hiểu như vậy đó. Cho nên hỏi tại sao thắng pháp không nói nhiều sự sợ hãi, thưa vị, đâu có rảnh đâu mà để đi kê khai những cái mà nó lặt nhặt như vậy. Chỉ nêu những cái chính yếu thôi, ở trong thắng pháp chỉ nêu những cái chính yếu thôi, còn cái mà lặt nhặt như vậy đó là chỉ khi mà thuyết pháp nói theo kinh tạng đó thì mới nêu lên. Bởi vì đời sống hàng ngày của chúng sanh đó, của chúng ta, đời sống hàng ngày thì nó xảy ra những cái lặt vặt đó, mỗi ngưỡng khác nhau. Cho nên nếu mà nói sợ hãi rồi cái mình cái, nếu nói sợ hãi tại sao không nói đến sự hốt hoảng, mà nếu nói đến sự sợ hãi hốt hoảng tại sao không nói đến chữ kinh hoàng? Nó nhiều quá thưa quý vị, cái lập nhạc thì ai muốn sao cũng được, muốn nói sao nói. Thì cái chi pháp chỉ gom tại, chỉ gom chung theo thực tính là tất cả những cái điều đó, sợ hãi, hốt hoảng, kinh hoàng, tất cả đều là trạng thái sanh. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, bất cứ thứ gì khi đó tính sợ hãi thì nó có hai trạng thái. Một là cái sự run sợ trước cái điều mà nó khó chịu, trái ý nghịch lòng, mình có thể tạm gọi là tâm sân đi. Nhưng mà sợ hãi nó còn có trạng thái nữa đó, là sự dao động, loạn động. Thì có thể kể đó trong tâm si hoài nghi, ở tâm si phóng vật không? Chúng ta nói chỉ phóng vật ở đây tức sự dao động đó. Thì tổ quan hệ trở lại cho câu cuối cùng này rồi chúng ta đi nghỉ. Thật ra thưa quý vị, khi mà Thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu lên cái câu nói đầu thì chúng tôi cứ nghĩ rằng Thượng tọa sẽ đề cập đến vấn đề sợ hãi trong cái việc mà kinh cảm những cái điều đáng kinh cảm. Sangwe Chiniya Thana, những điều đáng kinh cảm, thí dụ như cũng sợ một người tu tập đó, khi mà họ quán thấy khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ đọa xứ, hay khổ luân hồi quá khứ, luân hồi vị lai, khổ cái cuộc sống hiện tại, họ suy nghĩ đến chỗ đó thì họ bắt đầu có cái tâm kinh cảm sự luân hồi. Họ kinh cảm sự luân hồi, hay là họ quá vô thường, khổ đau vô ngã, họ nhìn thấy danh sắc này, họ có cái gọi là phá nha ná, tức là cái sự kinh quý tuệ.
tức là có sự sợ hãi. Chúng tôi cứ nghĩ rằng là thượng tọa giáo đẳng sẽ nêu cái chỗ mà cái sợ hãi ở trong gặp cảnh mà động tâm như vậy đó, thì nó có khác gì với cái sự sợ hãi của tâm sân không? Đó là một câu. Còn nếu mà nói về cái câu mà sự giật mình có được xem là tâm sinh phóng dật không, thì ở đây thưa quý vị, một cái câu đơn giản này đó thì chỉ trả lời đơn giản là theo trong thánh pháp đó, thì tâm sinh phóng dật nó không có đủ để gọi là giật mình, nó không có đủ để gọi là giật mình, mà chỉ nói là tâm sở phóng dật. Tâm sở phóng dật phối hợp với tâm sân và đi chung với si tạo thành cái tâm sân, thì si giật mình là do cái đó. Thì tất nhiên quý vị thấy nè, tâm sân một là nó có si vô tạo quý phóng dật vốn cái si phần, rồi lại có tâm sở sân. Thì như vậy cái sự giật mình nó phải phối hợp với ba cái tính chất. Một là si, tức là vô minh đó. Hai là phóng dật. Ba là sân. Ba cái đó phối hợp lại thì nó mới thành cái tâm bị giật mình. Bởi vì giật mình khó chịu lắm thưa quý vị. Nghĩa là lúc đó là không có cái sự khánh khích với cảnh, dị ứng với cảnh liền. Giật mình là bị dị ứng với cảnh. Thì đó là cái thái độ của, cái trạng thái của sân. Và khi mà bị giật mình đó, là tại vì một người khi mà tâm của họ bị bay nhảy, loạn động theo cảnh này cảnh kia, họ bỏ quên cái thực tại, cho nên không có chánh niệm. Thế là cái cảnh thực tại vừa diễn ra, nó xảy ra đột ngột, thì lúc bây giờ là họ mới tạo nên cái sự phóng dật đó, nó mới tạo nên cái sự phóng dật, nó tạo nên cái sự sợ hãi, cái sự kinh cảm. Và cái sự khó chịu và cái sự thiếu an trú, tức là phóng dật, hai cái đó nó bị si, tức là vô minh, vì có sự thiếu hiểu biết. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là cái sự sợ hãi chỉ xảy ra với cái người thiểu trí. Sự lo sợ chỉ xảy ra với người thiểu trí. Người có trí thì cái trí tuệ đó, tức là minh đó, thì làm cho con người ta gan dạ, người ta không có sợ hãi âu lo phiền muộn. Cái sự sợ hãi âu lo phiền muộn chỉ xảy ra đối với người thiểu trí, không có trí tuệ thôi, tức là vô minh. Thì như vậy ở đây đó, cái sự giật mình đó, nó không phải là si phóng dật. Sự giật mình không phải là si phóng dật. Si phóng dật yếu lắm thưa quý vị. Tâm si phóng dật yếu lắm. Bởi vì cái tâm si mà mạnh nhất
Tâm si mà có các tác dụng mạnh đó là tâm si thuộc về tham. Thì đừng có nói rằng chúng tôi lẩn thẩn tại sao đã tâm si mà còn lại là tham. Học thắng pháp chúng ta phải hiểu rằng si mô hát nó đi chung với tham thì nó mới mạnh được. Hay là si mô hát mà đi chung với sân đồ sát thì nó mới có cái lực mạnh được. Chứ còn si mà đi riêng một mình hay đi chung với phóng vật thì tâm nó rất yếu. Tâm rất yếu, cái trạng thái yếu. Chứ đừng có nghe cái tên gọi là tâm si rồi chúng ta tưởng đâu là nó dữ dằn lắm, không phải. Chính vì chỗ đó cho nên khi mà gọi là tâm giật mình đó thì phải là mạnh. Thế là si đi với sân, si đi với sân. Và đương nhiên trong đó có tâm sở phóng vật ô thay chát chia tay sức á nữa. Trên ba cái yếu tố đó nó mới thành cái tâm giật mình. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị câu hỏi này. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú. Thật ra thì đáng lẽ thỉnh Thế Tội đi nghỉ, nhưng mà xin được thêm một câu cuối cùng thầy. Bây giờ tôi từ xưa, tại sao trong thắng pháp không có cái chỗ đứng cho cái sự sợ hãi trong tâm tình hảo? Nhưng mà chúng ta thấy có những trường hợp ví dụ như là khoảng hòa trí, có những cái trí tuệ trong tiền minh sát là kinh hãi đối với trầm luân sanh tử. Và chúng ta cũng thấy có trường hợp như là tôn giả Ananda nhìn thấy vô cùng Nalakiri chạy thẳng đến Đức Phật, thì tôn giả cũng hoảng hốt đứng ra phía trước Đức Phật. Mặc dù trong phép thì không bao giờ một người đệ tử như vậy, nhưng đại đứng trước Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói cái thuần như là về cái trí tuệ mà quan sát thấy rõ sanh tử là điều đáng sợ, hay là khi chúng ta có sự hiểu biết, cái người không hiểu biết là biết không sợ súng thì họ không sợ, nhưng này mình biết thì mới sợ. Thì cái biết đó có được tính là một thứ trí tuệ, có thiết là một tâm tình hảo hay không, hay là luôn luôn sợ là tâm sân, sợ là phiền não? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái điều này thì chúng tôi cũng xin thưa thật là đã từ lâu rồi, khi mà chúng tôi biết là Thượng Tọa Giác Đẳng cũng như là mọi người hay có cái dị ứng với cái tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, cho nên dần dần chúng tôi cũng nhát miệng, chúng tôi không muốn nói. Nhưng mà thật ra đó thì tất cả những cái câu hỏi này cần phải giải quyết là phải quyết ngay ở trong đó. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến, trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến, mà chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp rất dễ là bởi vì có cái câu hỏi được đặt lên như thế này: thay dây nhà nát, thay dây nhà nát. Khi mà nói kinh quý tuệ hay là quảng quả tuệ đó, như vậy là trí tuệ đó, trí tuệ của hành giả sợ hãi hay là ý nghĩa như thế nào? Thì ở trong đó Ngài Bồ Tát Ngài nói không phải lúc đó tâm của hành giả hốt hoảng sợ hãi, mà là thấy danh sắc đáng sợ, thấy danh sắc đáng sợ, chứ cái tâm lúc đó không có rung động, không có khiếp đảm, không có sợ hãi, mà là thấy cái đó đáng sợ. Thì ở đây tại sao mà ở trong khi mà tu tập đó, chúng ta thấy cái sự sợ hãi nó lại không có chân đức ở trong cái tâm sở tình hảo, là tại vì ở đây thưa quý vị, sợ hãi là một thái độ của sân, là cái trạng thái của sân tâm hay là sân phiền não. Thì do đó cho nên không có chân đức ở trong cái tâm sở tình hảo, phải rồi. Nhưng mà cái trí tuệ thấy danh sắc hay là ngũ quẩn
thấy sự luân hồi đáng sợ, thì trong trường hợp đó làm chuyện khác. Cũng như bây giờ như thế này, khi mà chúng ta, một người có trí, nhìn cái hành động của cái lời nói của người đó, của người kia, thấy rằng cái người kia làm như vậy là tội lỗi, thì khi người trí mà thấy người khác làm như vậy là tội lỗi, thì không có nghĩa là người trí đang có tội lỗi. Mình thấy người khác tội lỗi không phải là mình bị tội lỗi. Quý vị phân biệt cái chỗ khác nhau. Cái chỗ đó phải phân biệt khác nhau. Mình thấy tội lỗi như Đức Phật này, trong cái tiêu chí hoằng pháp của Đức Phật đó, gọi là Thammadesana. Trong cái tiêu chí hoằng pháp của Đức Phật, Đức Phật nói là hãy thấy, gọi là Passattha, hãy thấy Bapato, hãy thấy ác là ác, xấu là xấu, tội lỗi là tội lỗi. Thì Đức Phật là khuyên như vậy đó, có nghĩa là mình làm cái việc ác gì mình cần phải thấy sát sanh trộm cắp vân vân, đó là cái điều ác. Thì hễ khi mình thấy được cái ác là ác đó, thì trong trường hợp đó là tâm thiện, chứ không phải là, đâu phải là cái tâm bất thiện, đâu phải là tâm ác đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải cũng nhớ gì, mặc dù hoạn quả tuệ phát dây nhai nát, nhưng mà cái đó là tuệ thấy được danh sách đáng sợ, chứ không phải là ngay trong lúc đó tâm của vị hành giả rung cầm cập lên, không phải. Hai cái này phân biệt khác nhau, thì ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị cái ý nghĩa đó. Nói như vậy thì quý vị tự hiểu rồi. Quý vị tự hiểu. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thu kính trình Thượng Tọa Thích Siêu, xin thỉnh Siêu Minh đi nghỉ. Và xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu mà Thượng Tọa Pháp Đăng còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hãy trả lời cho một dạ. 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 Pháp Đăng, nếu mà vị nào mà biết Thượng Tọa Pháp Đăng thì có thể dễ dàng nhận ra rằng Thượng Tọa Pháp Đăng là một người rất là can đảm. Có thì ông có thể nói thêm một vài cái chia sẻ một vài điều là cái gì mà trong cuộc sống nó khiến cho chúng ta mạnh dạn, cái gì trong cuộc sống khiến chúng ta can đảm, cái gì là khiến như chúng ta nhút nhát trên phương diện mà tu tập, trên phương diện mà tạo cái thiện nghiệp đó, thì hay là có cách gì là mà làm chúng ta ít nhút nhát, can đảm hơn không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ. Thì tôi nghĩ rằng nha, những cái vị mà có nhiều cái trí tuệ, nhiều cái hiểu biết nha, thì những vị đó sẽ tự tin. Và cái người hãy tự tin đó thì gần như là họ không nhút nhát. Thật sự thì nói vui vui là bây giờ thì con 63 tuổi rồi, nên chưa tăng nói già quá rồi sư phụ, già quá rồi sư phụ, đừng có làm gì nữa hết á. Nhưng mà con rất là tự tin, tự tin là mình còn khả năng làm được. Cũng như hồi xưa mà lúc mà cái tăng xá chùa Đức nói bây giờ sinh tưởng mất rồi, cũng gần dắp năm sinh tưởng, nói chút xíu kỷ niệm lúc đó còn muốn phát tâm làm cái chùa Phước Quang của sư Chân Quang, nhưng mà sư Chân Quý và sư Chân Quang không hiểu, rồi con không có làm được. Về thì sư trưởng mới kêu con là bây giờ ông dám làm cái tăng xá chùa Đức không, tôi không có tiền nha. Thì con mới nói sư trưởng là con tự tin với cái phước của sư trưởng, với cái tăng sinh ở chùa Bủ Đức, nên con sư trưởng giao thì con sẽ làm.
Và thật sự thì làm cái tăng xá, làm tăng xá đó thì cô nhân thủy á, lãnh cái móng 1 tỷ, nhưng mà con chỉ làm có 500 triệu thôi. Con làm 500 triệu cắt sắt lên từng một. Kỹ sư nhân thủy lên hỏi con cái cách con làm. Và ảnh nói rằng sư có học trong trường xây dựng không? Con nói rằng không có học trong trường xây dựng gì á, tự làm và tự suy nghĩ. Và khi con làm cái móng có 500 triệu đó thì cô thủy có nghe mấy kỹ sư nói lại đó, con làm chắc chắn hơn là kỹ sư nhân thủy cho cái trình ép một cọc mà con ép cục đôi, con để con mua ống bình minh loại ống 40 con ép xuống rồi con đặt cọc vô giữa. Con làm cái tăng xá chủ đức. Cũng đó là một cái kỷ niệm mà sau này sư trưởng nó cho cái phòng tăng xá đó. Con chỉ nói là con về chùa vui thôi, chứ đó là triệu thì tôi biết cái pháp danh thưa tòa pháp đăng khoan hỷ sắp rồi biết ở trong room không còn nghe được nữa thưa tòa. Thưa vị, có lẽ là thượng tòa pháp đang bị gián đoạn đường truyền, xin được hỏi thượng tòa pháp tân, thượng tòa pháp tân do già thấy. Dạ, thỉnh 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 tòa tiếp tục thưa ta. Dạ, thỉnh tòa tiếp tục. Dạ. Nên con mới làm cái tăng xá đó. Sao thì nhân thủy mới hỏi xong rồi mới cúng dường hết cho sư trưởng cái tăng xá đó, làm cho được lúc khánh thành trong vòng 1 năm. Bây giờ thì con cũng 63 tuổi rồi, mới sư khuyên thì thôi đừng có làm gì sư phụ ơi. Nhưng mà thật sự thì con biết hiện giờ đó, tình hình kinh tế, dịch nào nó cũng khó. Bỏ công ra chút xíu làm cho nó đỡ, cái giá thành nó đỡ cao à, nên con đi cố gắng làm. Vậy con nghĩ rằng á, đối với cái việc mà người ta không biết thì ta gặp cái chuyện gì cũng sợ hết à, sợ trở thành nhút nhát. Và nếu mà mình hiểu được đó, cũng giống như là Đức Phật rồi, hiểu được ác ma, hiểu được chư thiên do cái thiện nghiệp sanh làm chúng sanh đó quá sanh có những cái thần lực à, nên đối với Đức Phật thì Ngài biết như vậy à, nên đối với ác ma không làm gì Đức Phật được. Thì con cũng nghĩ rằng đó, nếu cái chuyện mà mình biết rõ ràng, mình làm với cái lòng tự tin của mình có đó, thì mình sẽ không nhút nhát. Nhưng mà nếu mình không tự tin bản thân của mình đó, mình sẽ rất là nhút nhát. Rất là nhút nhát. Tại vì mình không tự tin bản thân của mình đó, thì mình đã không còn mạnh dạn nữa. Nên khi mà tự tin với bản thân của mình, con nghĩ rằng điều đó rất là cần thiết. Và cũng giống như bây giờ mình học Phật Pháp, mình hiểu chư thiên là chúng sanh quá sanh. Và chư thiên đó, có những cái thần lực do phước sanh. Bởi vì Đức Phật nói rằng sát lị đại phú, bà la môn đại phú, gia chủ đại phú, chư thiên đại thần lực. Như vậy thì những người mà họ tạo được thiện nghiệp, họ sanh làm chư thiên, họ quá sanh như vậy, mình hiểu rằng họ không phải thai sanh giống như mình. Nhưng mình hiểu được nhiều như vậy thì cũng có gì sợ họ. Khi mình làm đúng thì cái thiện nghiệp đó nó là một cái ánh sáng. Và khi mà mình sợ họ đó, lúc mình làm bất thiện thì mình nên sợ họ, vì mình biết rằng họ biết được mình làm bậy để mình sợ hãi. Nên trong niệm chư thiên, Đức Phật này cũng có dạy như vậy. Mình niệm chư thiên là những vị, những chúng sanh có phước sanh làm chư thiên, có thần lực. Nhưng mà chư thiên á, họ cũng biết được mình. Nếu mình nghĩ rằng mình nghĩ chư thiên biết được mình đừng làm bậy, và mình cố gắng hiểu được như vậy, thì cái sự tu tập của mình nó làm cho sáng tỏ vấn đề tái sanh và cảnh giới tái sanh cũng như chư thiên có thần lực, thì cái tâm của mình tự nhiên mình cũng sẽ không sợ nữa. Từ từ mình sẽ mạnh dạn lên. Khi mình hiểu rằng mình cũng có thể sanh làm chư thiên, rồi mình cũng từ cõi chư thiên mình sanh xuống đây, từ đây mình sanh vị chư thiên nữa, mình cứ nghĩ vậy.
rồi cái tâm của mình sẽ mạnh dạn lên, rồi con nghĩ rằng á, cái sự can đảm trong cuộc sống á, mình hiểu được á, thì mình sẽ can đảm, mình sẽ dấn thân được. Còn nếu mà mình không hiểu được, thật sự là mình nhiều không hiểu, giống như một người đi mà không hiểu được đường thì họ sẽ lo âu và sợ hãi, họ sẽ bất loạn tâm tư khi mà gặp những cái trường hợp. Còn nếu mà người đã hiểu rồi, trên cái đường đó, con đường nó đi, đã đi nó phải như vậy, nó sẽ gặp những cái sự trắc trở như thế này, mưa nắng nó phải như thế này, thì mình cũng sẽ chuẩn bị và mình cũng có thể có cái tâm lực để chịu đựng với cái thời gian khó khăn. Nó chỉ là một thời gian thôi chứ nó không phải là lâu dài. Thì cuối cùng mình nghĩ được vậy mà thông suốt. Con người thì lúc hết cực đến thịnh, hết thịnh đến suy, hết suy đến thịnh thôi. Thời gian con người nó cũng vậy thôi. Thì từ từ mình hiểu được như vậy thì mình điều chỉnh cái tư duy mình đó, thì mình sẽ từ từ mình sẽ tiến bộ thôi. Con nghĩ là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa. Thượng Tọa có cần nói gì thêm, thỉnh Thượng Tọa. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Thưa thì chúng tôi xin được tiếp lời với Kim Tăng để có một vài cái chia sẻ về thêm về bài học ngày hôm nay. Thứ nhất thì chúng ta nên hiểu rằng cái chữ sợ hãi đó tự nó không đủ để nói hết những điều mà chúng ta nói trong một cái lĩnh vực rất là rộng, rất là phổ biến, hầu như ai cũng trải qua. Thứ thì có ba cái cấp độ, ba cái giai đoạn mà chúng ta phải hiểu rõ trên phương diện tâm lý đó. Và về điểm này thì chúng ta đọc ở trong Kinh Tạng hay là ngay trong tâm lý học Tây Phương, người ta cũng nói. Thứ nhất là cái bối cảnh, cái hoàn cảnh hay là cái đối tượng nó có thật sự, và nó có thật sự là nó có đủ cái tính chất mạnh để đe dọa, gọi là để tạo ra nguy hiểm hay không. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có nhiều người họ sợ, rất là sợ con gián. Họ thấy con gián họ nhảy dựng lên, nhưng mà họ gặp con nắng thì họ lại không sợ, hay là họ gặp chó dữ thì họ lại không sợ. Nếu mà nói thẳng ra đó thì con chuột hay con gián đó nó không có đe dọa mình, không có tạo cho mình cái nguy hiểm như là chó dữ. Chúng tôi đã từng gặp một vài người đó, là họ rất là mạnh mẽ. Khi mà ăn cướp vào trong tiệm của họ, họ phản ứng rất là bình tĩnh. Nhưng mà khi họ gặp con chuột thì quý vị biết là họ có thể nhảy từ dưới đất lên trên bàn một cách rất là ngọn, tại vì họ quá sợ chuột đi. Mà cái đối tượng con chuột ra nó không có đáng sợ bằng một tên cướp. Nhưng tên cướp sát xuống một tiệm họ lại không sợ, họ đương đầu rất là bình tĩnh. Thì hồi nãy chúng tôi có trong câu hỏi đối với Thượng Tọa Từ Siêu á, có nói về cái sự phân tích của tâm lý học đó. Họ nói rằng có những sợ hãi nó liên quan đến lý tính, có những sợ hãi nó không liên quan đến lý tính. Lý tính đây là rational behavior, và có những thứ là irrational behavior, tức là nó không liên quan đến lý tính. Tức là cái chuyện đó trên phương diện lý luận nó là một chuyện khác, nhưng mà trên phương diện bản năng sợ hãi nó là một chuyện khác. Thì cái bản năng sợ hãi đó đó, đa phần là nói theo Freud là có thể là do một cái ấn tượng gì đó trong quá khứ, hồi còn nhỏ, nhiều trong tuổi thơ của mình đã gặp một cái cảnh gì đó rất là đáng sợ, và mình không ngờ cái sợ đó ăn sâu vào trong tiềm thức đến mình vẫn còn. Chúng tôi không muốn nói tên ra, nhưng mà chúng tôi biết là có một vị sư đó, cái gì cũng không sợ bằng con chuột con hết. Và thấy con chuột con đỏ hỏng, chúng ta gọi là chuột sạ, chuột con đỏ hỏng thì thấy rất là sợ. Thì cái sợ mà không có lý tính như vậy đó thường là nó do một cái
một cái ấn tượng nào đó trong thời còn nhỏ, đã là cái ấn tượng nào đó trong thời quá khứ xa xưa nhiều kiếp mà chúng ta không biết, bây giờ nó chỉ lặp lại thôi. Và cái sự lặp lại của quá khứ ấy, nó rất là dễ tìm thấy ở trong những câu chuyện kinh bổn sanh. Cái bổn sanh ví dụ như Tỳ kheo Thích Xá và ngài Xá Lợi Phất, ngài chỉ đi ngang mà một cái chữ y nhỏ của ngài thôi, khi ngài bắt ngang mà nó vơi chậm, nó chậm chúng nó không chẳng đau đớn chẳng gì hết, nhưng mà vị này nổi sân si lên và đi nói rằng tôn giả Xá Lợi Phất đánh vị này. Thì quý vị nó chỉ một điều đó là thật ra bản thân của thầy Thích Xá cũng không hiểu rằng nó vốn có một cái câu chuyện từ thời tiền thân xa xưa mà bây giờ chuyện này nó lặp lại, cái hoàn cảnh cụ thể nó tạo cho mình cảm giác như vậy. Thì cái nghiệp lực quá khứ hay là một cái ấn tượng thời thơ ấu bây giờ nó làm lại đó, thì người ta có khi ở trong tiếng Anh thì tiếng Pháp gọi là déjà vu, hay là một cái cảnh gì đó mà đôi khi mình không hoàn toàn không giải thích được, mình chỉ biết là nó xuất hiện. Và bởi vì chúng ta không có túc mạng thông, chúng ta không có cái thần thông như là Đức Phật, thành ra chúng ta không có thể phân về nguồn quá khứ được, thì nó tạo cho chúng ta cái gọi là sự sợ hãi không có lý tính. Cái đối tượng như vậy đó, nó ảnh hưởng chúng ta một phần. Và thường đó, là có những đối tượng nó không đáng sợ với người này, là đáng sợ người kia, không đáng sợ người kia, đối đáng sợ người nọ. Có những người họ nói chuyện với công chúng, họ nói chuyện rất là gan dạ, nhưng họ lại có những cái sợ trong lĩnh vực khác. Có những người họ nhảy xuống sông, xuống biển, họ có thể làm việc này, việc kia, họ giữa ngoài biển khơi bên mông họ không sợ. Nhưng mà đứng trước đám đông họ nói một vài ba câu đó, họ đã sợ rồi. Cái đó chúng ta gọi là nó dựa trên thói quen. Dạ, ở trong đạo Phật gọi là thường thường thân y duyên. Bây giờ thì chúng ta nói đến một điểm thứ hai là cái ý thức về hiểm họa. Và cái ý thức hiểm họa này đó, nó có hai cái trạng thái. Một đó là một ý thức trung thực thuộc về trí tuệ. Ví dụ như là một cái vị tướng cầm quân mà thấy được cái sự hỗn loạn của binh gia, thấy được cái mạnh thật sự của kẻ địch, thì cái ý thức về hiểm họa này đó, nó đi với trí tuệ. Có những người đó, họ cảm nhận cái hiểm họa, họ ý thức, nhưng mà họ ý thức một cách sai lệch, một cách cường độ, một cách quá đáng. Ví dụ như là có những người mà họ đi trong đêm, dạ, đi trong đêm và họ sợ ma, dạ, họ ý thức là mình đã, họ biết rõ họ đang đi trong đêm, họ biết họ đi một mình, và nhưng mà mặc dù họ chưa bao giờ gặp ma mà chỉ nghe người ta nói về ma thôi, nhưng mà ý thức là mình đi trong đêm là điều đáng sợ đó. Thì chứ thì đó lại là một cái đó là một cái giai đoạn khác khi chúng ta nói về ý thức. Thì hồi nãy chúng ta nói ở cái đầu đó là chúng ta nói về đối tượng, và cái đối tượng có thể là một cái ấn tượng trạng lại từ trong quá khứ, và có khi chúng ta biết và không biết. Thì cái ý thức nó cũng vậy, có nhiều khi cái ý thức của chúng ta nó sáng suốt là đi với trí tuệ. Chúng ta lấy một ví dụ hồi nãy là chúng ta nói về một người thấy cái luân hồi sanh tử là sợ hãi, là đáng sợ. Nó tương tự như là một người mà nói rằng một người lớn tuổi hay là một đứa bé mà nó đi ra ngoài ở ngoài xa lộ, nó đi ra đứa bé đi ra ngoài xa lộ hay đi chỗ nào đó mà nó không có ý thức được chỗ nó an toàn, không an toàn, đi lung tung, thì nó rất là đáng sợ. Cái đó là một ý thức chân thực, ý thức đi với trí tuệ. Nhưng mà có những cái thẩm định, có những cái nhận định về nỗi sợ hãi mà nó mang cái cách cường độ, cái chuyện đó nó không đáng sợ mà họ làm biết rất là đáng sợ. Chúng tôi gặp có những người đó mà gặp chuyện gì nhảy dựng lên, gặp chuyện gì hoảng hốt lên, là tại vì họ quá độ về chuyện đó. Dạ, cái ý thức của họ đó nó siêu dịch, nó thở về chuyện đó. Nhưng mà sau cái ý thức, chúng ta nói đến cái giai đoạn thứ ba, thứ gì đó là phản ứng. Dạ, phản ứng. Cái chuyện đối tượng nó đáng sợ
mình biết được đối tượng đáng sợ, nhưng mà rồi sao? Đối tượng đáng sợ mình biết đáng sợ, nhưng mà rồi sao? Có hai hạng người, một hạng người là sợ quyết lên, không làm gì hết, thậm chí có khi tệ quá trong mình, thậm chí có khi không nhúc nhích được, đứng cho thẳng ra. Còn có những người biết là chuyện đó đáng sợ, nhưng mà bây giờ trước không chết sau không chết, mình mặt đối mặt thẳng sẵn sàng đối đầu với nó, dạ, bất cứ giá nào. Ở trong đời chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi cũng trải qua một vài cái việc lận đận trong cái việc kiện tụng. Và mình là cái người bị cáo kiện tụng, nhưng mà chúng tôi lại từng ngờ biết một vài vị đó, là khi mà bình thường thì ăn to nó lớn, nhưng mà tới chừng đột chuyện ra trước pháp luật đó thì lại khóc lên, thậm chí lại ối mửa, đi tiêu chảy cả đêm. Thì cái phản ứng mà quá độ như vậy đó, nó lại là một thứ có nhiều khi người ta nhận định một cách nông nổi rồi, nhưng mà cái nhận định một cách cường điệu quá, và có nhiều khi phản ứng là một cách thiếu có trí tuệ, thiếu bản lãnh. Dạ. Yeah. Khi mà chúng ta nói về chuyện này đó, là có một vài lần chúng tôi nói chuyện với một số những người lính mà họ từng ra trận, họ có chia sẻ với chúng tôi một cái cảm giác mà chúng tôi hỏi là ai, hỏi nhiều lần thì những người đó họ đều nói gần giống nhau rồi. Là trong lúc mà nằm phục kích chờ đợi giặc đến, thì thật sự cái tâm trạng đó rất là căng thẳng lắm. Nhưng mà họ nói như vậy là một khi đã súng đã nổ rồi, và súng đã lên nòng và đã bóp cò đã nổ súng rồi, thì cái tiếng súng nó sẽ làm cho người căng thẳng ra, và thậm chí cái tiếng súng nó làm cho người hăng máu lên nữa, hăng máu nhờ cái tiếng súng. Là lý do tại sao có những trường hợp mà người ta bắn súng bằng cái cơ phận hãm thanh đó thì nó tốt, mà có nhiều khi họ bắn súng mà cần có cái tiếng súng, tại vì tiếng súng nó tạo cho người lính sĩ căng thẳng. Mặc dù không có nghĩa là tiếng súng nó bảo vệ tất cả, nhưng mà ít nhất là họ nổ súng thì họ cảm thấy căng thẳng, tại vì tiếng súng nó cho họ thấy rằng họ có cái vũ khí phòng thân. Rồi khi mà chúng ta thấy được cái sợ hãi nó qua ba cái công đoạn đó, thì chúng ta sẽ hiểu ngay vấn đề. Vấn đề là cái đối tượng đáng sợ hãi đó, mà một người biết sợ đó, thì điều đó là một trạng thái của lý tính, của lý trí. Cái người mà đối chuyện đáng sợ mà không sợ đó, đích không sợ súng đó, thì cái đó phải lý trí. Quả thật thì Đức Phật thì biết rất rõ những cái sơ sẩy của dòng sanh tử luân hồi, thì biết rất rõ. Một khi mà chúng ta chết đi, chúng ta rất là dễ sanh vào khổ cảnh, bởi vì cái tâm vô thường. Mà trong cuộc luân hồi lành ít dữ nhiều, ở trong cuộc luân hồi cái khả năng mà chúng ta đi xuống nhiều hơn đi lên, chỉ nói Đức Phật và các vị thánh đệ tử biết rõ. Chúng ta nói bằng miệng thôi, chứ chúng ta chưa cảm nhận điều đó thực sự. Chúng ta cảm nhận thực sự. Thật ra không phải là khi mà Đức Phật và các thánh đệ tử đã các đạo chứng quả rồi, các ngài không có ý thức được hiểm quả. Các ngài ý thức khi hiểm quả thực tế nó còn rõ, còn nhiều hơn chúng ta nữa. Nhưng mà cái ý thức đó là một ý thức bằng trí tuệ. Trong lúc chúng ta đối với cái điều đáng sợ hãi đó, thì thông thường một là chúng ta lấy mũ ni che tay, tức là chúng ta ù ù cà cà, không có ý thức rõ sự nguy hiểm. Hoặc giả là chúng ta thổi phồng quá đáng về chuyện đó, nó không đến nỗi nguy hiểm mà chúng ta thổi phồng quá đáng. Nhưng mà quan trọng hơn hết là cái phản ứng về chúng ta. Dạ, cái phản ứng của chúng ta đối với điều đó, cái phản ứng này là một cái gì đặc biệt rất là quan trọng mà chúng ta cần để ý khi mà chúng ta đối diện với những điều gọi là sợ hãi. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nên nói một điểm tận cùng, đó là cái phản ứng mà
phản ứng mà quyến người, phản ứng mà nhấc chân không nổi khi gặp nguy hiểm đó, thì cái phản ứng đó đó nó đều là cái dấu hiệu của phiền não, và nó đến từ một cái tâm trạng mà sâu xa, đó là chúng ta bảo vệ cái bản ngã, bảo vệ cái tôi, cái ta, bảo vệ chính mình quá nhiều. Ở tại Mỹ đó, họ có nói đến một cái chứng bệnh gọi là cái triệu chứng của người trung lưu, gọi là middle class syndrome. Cái middle class syndrome này là một cái người mà họ bắt đầu họ làm có tiền. Thí dụ ở Mỹ này, hai vợ chồng đi làm lợi tức nhập lại khoảng chừng 100-200 ngàn Mỹ kim chắc một năm, thì thứ gì người ta không phải chỉ đến tạo nhà, tạo mua xe, đầu tư, mà người ta còn nghĩ đến chuyện là để bảo đảm an toàn, người ta trả rất nhiều tiền cho mọi thứ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm cây cỏ, rồi bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm đủ thứ. Và cái mua bảo hiểm đó, ngoài cái tính cách là nó bảo đảm sự an toàn, nó còn có một điều khác là nó cho người ta sự yên tâm, và sự yên tâm. Và chúng ta càng sống đầy đủ, chúng ta càng sống tiện nghi, càng có nhiều điều kiện, thì chúng ta càng đặc biệt quan tâm đến cái sự an toàn của mình, và mình luôn đòi hỏi cao độ liên quan đến vấn đề bảo đảm. Một cái hiện tượng mà xảy ra trong 4 năm qua ở tại Hoa Kỳ, quý vị, đó là chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà một cái giai đoạn lịch sử mà dân tộc Hoa Kỳ mà họ chia rẽ với nhau lớn như bây giờ. Nhưng mà các nhà tâm lý học thì họ nói rằng Tổng thống Donald Trump ấy, ông có nhận ra được một cái nhược rất là lớn của phần đông người bị trắng, và ông khai thác chuyện đó rất là khéo. Đó là người da trắng ở tại Mỹ đó, họ rất sợ họ biến thành thiểu số, họ rất sợ bị cái lấn lướt bởi những người không phải da trắng. Mà đó là sự thật. Nếu chúng ta về California, về Texas, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ người Anglo-Saxon, tức là những người da trắng, thì chúng ta không nói người Spanish, chúng ta không nói người Mỹ, chúng ta không nói người Trung Mỹ, chúng ta không nói người Á Châu, không nói người Ấn Độ, chúng ta nói non-white. Non-white thực sự là những người đó, họ đang cảm thấy bị đe dọa khi mà cái số lượng sinh sản của người da trắng càng thấp, và những người di dân. Thật ra khi ông không có một vị tổng thống nào miệt thị người di dân giống như là Donald Trump, ông nói rằng những người đó là súc vật, những người đó là tội ác, và được một cái số lớn những người Mỹ trắng mà không có bằng đại học ủng hộ một cách mạnh mẽ, ủng hộ rất mạnh mẽ. Và những cái phong trào gọi là da trắng thượng đẳng, the white supremacist, chưa bao giờ như là phong trào mà QAnon hay là Proud Boy hay là nhiều phong trào khác rồi. Nó cực thịnh ở trong 4 năm và nó đã lên ngôi. Tại vì sao vậy? Tại vì nó đến từ một cái tâm trạng rất là lo lắng của người da trắng. Tại vì người da trắng, cái chỗ đó chỗ đánh đúng của tâm lý. Thì cái xã hội Mỹ đó, mà khi mà chúng ta nói đến giai cấp trung lưu là cái xương sống của xã hội Mỹ chứ, thì giai cấp trung lưu luôn luôn là giai cấp bỏ nhiều tiền nhất cho những cái bảo hiểm, từ bảo hiểm nhân thọ rồi bảo hiểm này bảo hiểm khác. Có người mình lạ lắm, thưa quý vị, khi nào mà chúng ta càng có điều kiện chăm sóc chính mình thì đó là lúc chúng ta sợ hãi nhiều nhất, sợ sự mất mát, sợ sự bất ổn, sợ những điều gì đó. Và nếu ai khai thác cái sợ đó thì chúng ta lại thật ra rất là ủng hộ, chúng ta rất là tán đồng nỗi sợ đó. Thì trong đời sống của chúng ta phải nhận ra một điều rằng con người mà tại sao thế kỷ trước chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa Bolshevik họ thành công,
là tại vì họ khai thác được cái thành phần nông nô, cái thành phần mà chúng ta gọi là công nông, những người lao động. Khi mà người ta nghèo thì ta bất kể, giờ người ta không sợ chết. Quý vị thấy rằng ở tại Miến Điện và ở tại những gia khác, những cái người đi biểu tình mà cực mạnh, những người mà đang xả súng để chết, hay là trong chiến tranh Việt Nam mà lúc đó nhiều người đã sẵn sàng từ Bắc đi vào Nam tạo nên cái hiện tượng người sinh Bắc nữ Nam chết, chết nghĩa là chết không biết bao nhiêu người. Thì tại sao vậy? Khi người ta nghèo, khi người ta không có gì để bất, người ta rất là dễ để lao mình vào cái chỗ đó. Chúng ta xem đó là sự can đảm. Nhưng mà những cái người bắt đầu giàu có rồi, và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng người Việt Nam ngày hôm nay đó, với những người tư bản đỏ, với những người giàu có hôm nay, họ can đảm giống như thời chiến tranh Việt Nam, không có đâu. Bây giờ mà có cuộc xâm lâm khác, người Việt Nam không có can đảm như ngày xưa đâu. Khi mà mình nghèo, mình can đảm hơn mình giàu. Thì chúng ta phải nói là khi con người mình mà bắt đầu mà có tài sản, có của cải, có địa vị, có cuộc sống rồi thì chúng ta sợ. Thật ra như vậy là ở trong sâu thẳm của cuộc sống đó, thì nỗi sợ hãi nó liên quan đến ngã chấp. Nó liên quan đến ngã chấp. Mình càng bảo vệ cái tôi, bảo vệ cái ta, mình càng sùng bái cái tôi, càng sùng bái cái ta, thì mình càng sợ hãi. Cái chuyện này hơi khó tin đó. Nhưng mà cái điểm chính cuộc sống như vậy là gặp cái gì cũng sợ. Cái gì cũng sợ là thường là chúng ta bảo vệ cái tôi, bảo vệ cái ta, bảo vệ cái bản ngã chính. Và bên cạnh đó nó còn có một thứ khác rất thú vị trong bài kinh này đề cập đến, đó là ma vương đó, thì thường quý phá chúng sinh bằng hai cách. Ở trong này gọi là su pha, đúng là cái chữ là su phá cộng với a su pha, tức là hảo tướng và bất hảo tướng, hay nói là cái đẹp cái xấu. Thì con người mình lạ lắm, là chính ma vương đã tạo ra những cái cả lại, cả ái, cả lạc, cả hỷ, và khiến cho chúng ta nhiễm đắm trong đó. Và một khi chúng ta nhiễm đắm trong cái cả ái, cả hỷ, cả lạc rồi đó, thì chúng ta sẽ sợ hãi, như dễ sợ hãi. Đức Phật ngài ở trong câu này ngài nói rằng, từ trong cuộc luân hồi dịu vậy, ngươi đã biến hóa ra và cái cả hai cái hình tướng, cái đẹp cái xấu, chúng ta gọi là thiên hình vạn trạng, cả cái đẹp và cái xấu nó tương phản với nhau. Nhưng mà bản thân của Đức Phật và các vị thánh đệ tử, một khi các ngài đã không bị quấy nhiễm bởi cái đẹp thì các ngài cũng không sợ bởi cái xấu. Ở đây đó là một cái mấu chốt rất là quan trọng khi mà chúng ta đọc kỹ lại bài kinh này. Đọc kỹ bài kinh này chúng ta sẽ thấy. Nên khi người nói điều đó là ma biến mất, tại đó là một sự thật. Sự thật đó là hễ người nào mà càng sống mạnh thì càng sẽ chết. Người nào càng có nhiều cái cuộc sống tiện nghi thì sẽ càng sợ cực khổ. Người nào mà càng có nhiều tiền, nhiều bạc đó, thì càng mong muốn là được sống lâu dài. Chuyện đó chúng ta dĩ nhiên không cần phải nói nhiều. Nhưng mà cái giá chúng ta phải trả là chúng ta sẽ sống như con rùa rút đầu, sống trong tháp gà. Chúng ta sống trong cái mai rùa nhiều hơn là chúng ta vươn ra bên ngoài. Quý vị đừng ngại là chúng ta nói không đủ về đề tài sợ hãi. Chúng tôi xin quý vị là câu chuyện về ác ma có tất cả là 3 chương. Tới trong vòng 1-2 tháng trở lại là chúng ta sẽ nói chuyện ma dài dài. Và chúng ta sẽ có nhiều điều để trở lại để nói về vấn đề sợ hãi. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nói thêm về sợ ma. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Phú Trà Đạo Ma. Kính truyền chư tôn đức đã vào rung thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ có môn thắng pháp và vị giảng sư là Thượng Tọa Tu Siêu. Xin hẹn gặp lại tất cả vào ngày mai. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã biêu soạn cũng như giảng giải bài học ngày hôm nay.
để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được an vui lâu dài. Sa thú, con Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong tâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức Tam Bảo làm bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Như Pháp kính cảm ơn. Con kính chiên ơn với Ngài. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Mama kaya na wajah mana sabi na